Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện người trong lòng là một tai họa. Chương 31, ô tô vững vàng chạy đi, Tống Mãn Đường đang lúc đợi đèn đỏ thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía Văn Thu, thấy anh dựa vào chỗ tựa lưng ngơ ngẩn với giữa mày có chút mệt mỏi. Chu thế Lê định khi nào sẽ trở về? Văn Thu lười nhác trả lời cậu, anh không biết, chắc cũng phải một khoảng thời gian nữa. Tên chết tiệt Chu Thế Lê, hắn thì hay rồi ôm được người đẹp cái là đi du lịch khắp nơi đổ hết mấy thứ phiền phức ở rượu thế lên đầu anh, hại anh mệt thế này. Ngữ khi tống mãn đường toàn là bất mãn và bất bình. Cũng còn ổn, đã luyện thành thói quen rồi. Gió nghịch ngợm thổi lấy một nhúm tóc của anh lên che khuất đôi mắt. Văn thu duỗi tay vút một chút, động tác gọn gàng lưu loát, cái chán trơn bóng không còn bị tóc che khuất lộ ra ngập tràn cảm giác thiếu niên. Thói quen gì chứ, cứ sáng ra anh lại nhao nhao lên là thấy đau cả người, rõ ràng là tại công việc gây mệt mỏi. Dám làm cục cưng của em vất vả như vậy, em nguyền rủa tên kia. Ở một quốc gia xa xa khác châu thế Lê đang âu yếm ôm lấy bạn gái hưởng thụ làn gió đêm và ngắm nhìn trời sao lộng lẫy thì đột nhiên hắt xì một cái thật vang. Triệu Dung đưa cho hắn tờ giấy, bị cảm rồi sao? Không có, tự nhiên thấy hơi ngứa mũi. Văn Thu nghiêng đầu nhìn Tống mãn đường, ánh mắt chế nhạo, tôi nói này quý ngài Tống, quý ngài đây không nghĩ đến rằng có khi do ban đêm ngài dày vò tôi quá chớn nên đâm ra khiến cho tôi sáng hôm sau cạn kiệt tinh thần hả? Sắc mặt tống mãn đường hết trắng lại hồng và không ngừng biến hóa. Văn thù trong sắc mặt của cậu, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn tống mãn đường chầm chầm chờ xem cậu sẽ giải thích cho bản thân thế nào. Qua mấy đợt hô hấp, tống mãn đường lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, da mặt cũng tựa như đã được gia cố xong xuôi. Cái đó sao mà tính là dày vò được chứ? Đó là yêu thương cục cưng trước bộ, Cục cưng buổi sáng uể oải không có tinh thần tức là sự khẳng định cho năng lực của người bạn trai là em đây cơ. Nói rồi còn đắc y nhìn về phía Văn Thu mà nhớ mày. Văn Thu không có cách nào đối phó với sự mặt dày của tống mãn đường mà bị cậu chọc cười tiêu chuẩn kép. Không có nhé, đúng như vậy rồi, Thu Thu, cục cưng ơi. Rồi rồi, không phải, em không tiêu chuẩn kép chút nào, lái xe đàng hoàng đi văn thu chịu không nổi sự mặt dày của tống mãn đường cũng không chống cự nổi sự làm nũng của cậu bèn lập tức thỏa hiệp he he cục cưng tốt quá chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ tầm mắt hai người đều chăm chú nhìn về phía trước không nhưng không lệch nhưng khóe môi lại cong lên một độ cong ý đúc đây là sự ăn ý của những người yêu nhau gió đầu hả thổi qua mặt mát mẻ tươi mới lại thoải mái khiến cho lòng người cũng vui vẻ khoan khoái theo trợ lý văn anh xem cái này đi ạ à? trợ lý tiểu trần đưa di động của mình cho văn thu phía trên đang phát một đoạn video. đây là cái gì thảm đỏ năm nay đây ạ? À? Ngụy kiều lại gặp sát rối rồi cậu ta chính là người đại diện của diệu thế sao lại đi xem náo nhiệt của nhà khác chứ mọi người cũng không mong đợi gì ở anh ta đúng là tự mình diễu mình bia miệng của cậu ta gần đây đúng là không được tốt lắm tay trái văn tu chống lên cầm từ từ xem hết đoạn video tiểu trần vẻ mặt đầy cam phẫn lại còn không tốt anh nói uyển truyền quá rồi phải là rất rất không tốt cơ. Có hot sắt nói cậu ta nam nữ đều ăn là thật hả? Văn Thu bị cô ấy nhắc cho nhớ lại hot sắt gần đây, trong mắt lấp ló vải y muốn buôn chuyện. Tiểu Trần bị hỏi đến cũng nảy sinh hưng thu kéo cái ghế tới ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt biết gì là nói đó. Hai người châu đầu lầm nhầm lầm nhầm về cái video kia suốt một buổi chiều, trốn việc đến là xuất sắc, còn lôi kéo được cả cấp trên trốn cùng. Tới gần lúc tan làm, Văn Thu hỏi Tiểu Trần về cái video đó, còn bảo cô ấy chia sẻ qua cho mình. Sau khi bước vào cửa, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra mùi hương thức ăn lập tức xông vào mũi, từng đợt từng đợt ùa vào khoang mũi. Hương vị khói lửa nhân gian, chương 32. Văn Thù treo áo khoác xong thì lập tức bước nhanh vào nhà bếp, anh từ đằng sau ôm lấy thắt lưng người đang cố gắng miệt mài cắt rau. Gương mặt Văn Thu áp vào lưng tống mãn đường cỏ cọ rồi mới thỏa mãn ra mặt mà thở dài. Giá người tống mãn đường là vai rộng eo thon chân dài tiêu chuẩn, ôm vào thoải mái đến lạ từ sau khi hai người ở bên nhau thì ôm tống mãn đường đã thành một trong những sở thích của văn thu mỗi lần ôm xong cảm thấy như thể xác và tinh thần đều được chữa lành có khi eo của văn thu cũng không thon như vậy tống mãn đường rửa tay qua loa rồi nắm lấy ngón tay thon dài đan sen nơi eo bụng vỗ nhẹ dịu dàng như nhành liễu nhụy hát không a xanh tươi đầy sức sống cậu kéo văn thu qua hôn lên chán anh một cái vì sợ đầu ngón tay ẩm ướt chưa sạch dính vào anh nên cậu còn cố ý cẩn thận nhích bàn tay lên lấy cổ tay chạm vào anh. Hôm nay mệt không hưởng, hôm nay vẫn ổn đó. Ánh mắt văn Thu sáng quắc dán vào nồi đất đang được hầm trên bếp. Anh vươn tay ra muốn mở nắp nhìn thử bên trong lại bị tống mãn đường vỗ nhẹ một cái lên mờ u bàn tay, không được đụng, coi chừng phòng tay. Văn Thu tinh nghịch thè lưỡi rồi im lặng đứng một bên, ngoan ngoãn chờ tống mãn đường lấy miếng nhấc nồi đến. Tèn, tèn 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 canh cá chích đậu hũ, Nắp mồi vừa mở ra, mùi thơm của canh cá lập tức tản ra ngoài, trong không khí ngập tràn mùi thơm tươi ngon của thịt cá. Nước canh màu trắng sền sệt quyện lấy thịt cá tươi mới, bọt khí to to nhỏ nhỏ vỡ tan rồi nổi lại. Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta thấy thèm ăn hơn. Đợi em bỏ vào trong một ít sau ăn kèm là có thể nhấp nồi ra ăn rồi. Biểu cảm của Văn Thu có hơi kỳ lạ, anh nhìn vào canh rồi lại nhìn sang cậu. Tống mãn đường còn đang không ngừng khen ngợi nồi canh trắng sữa nên hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của Văn Thu. Em là lần đầu tiên nấu món canh này sao? Đúng vậy đó, em cố ý học đó nha. Học theo ai? Bà em á, lúc chú dạy em không nói cái gì sao? Tống mãn đường cầm muôi, dáng vẻ đầy suy tư khổ não. Không nhỉ, cơ mà lúc em hỏi ông ấy thì ông ấy có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Thật là quá đáng anh nói xem thân là một người cha mà lại che giấu khi con trai mình một lòng xin chỉ bảo. Sao mà như vậy được, ông già kia chắc ăn là sợ em học được thì địa vị của ông ấy ở chỗ mẹ sẽ thấp xuống. Em còn không hiểu ông ấy chắc, rõ là lão dấm chua thành tinh. Nói xong còn lấy nắm đấm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, biểu cảm kiều bị tôi nhìn thấu hết rồi nhé. Văn Thu hơi bất đắc dĩ, thấy cậu dễ thương như vậy anh thật sự không đành lòng nói chân tướng cho cậu biết. Vậy món canh này em nghe từ đâu vậy? à hai ngày trước em tình cờ gặp được chị họ đúng lúc anh rể đón chị ấy tan làm nên tông lúc nói chuyện phím chị ấy nói hai ngày nay chồng chị ấy đều nấu canh này cho chị ấy ăn sau đó anh rể đã nói cho em biết canh này tốt cho cơ thể em nghĩ nếu tốt cho cơ thể vậy chắc là nam nữ gì cũng uống được với lại hai ngày nay anh đều rất bận chắc chắn là mệt lắm em cố ý học để nấu cho anh ăn thế nào khen em đi nè nhìn dáng vẻ cuốn bự tranh công với chủ nhân của tống mãn đường trong lòng Văn Thu lập tức mềm nhũn rối bời. Anh phối hợp cúi người xuống vào rối mái tóc mềm mại với kiểu tóc được cắt tỉa tỉ mỉ của cậu xong thuận thế ghé sát lại khẽ hôn cậu. "Đúng đúng, bé yêu nhà anh là giỏi nhất." Trông thấy tấu mãn đường lập tức hiện ra biểu cảm đắc ý và thỏa mãn, Văn Thu cứ cảm thấy như sau lưng cậu có cái đuôi to đang vui sướng lúc lắc. Cậu trai này thật đúng là luôn có thể dễ dàng khuấy động lòng anh đến nỗi rối tung rối mù. Mãi đến một lần nọ, Tống mãn đường tình cơ biết được canh cá trích chỉ dùng vào lúc cần thúc sữa, cậu cảm thấy ngượng ngùng mà che kín mặt, vành tai cũng đỏ ửng. Trợ lý chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà trong lòng thầm ngạc nhiên, không ngờ chủ tịch bình thường mạnh mẽ vang dội còn có một mặt ngây thơ như vậy. Ánh đèn lờ mờ với tiếng nhạc ẩm ý, trên mặt mọi người đều lộ biểu cảm say mê. Đèn sân khấu đủ loại màu sắc thỉnh thoảng đổi hướng giao nhau chiếu vào mặt tường trắng xóa và trần nhà cao vút. Tất cả đều lộ vẻ là lướt vô cùng một cánh cửa giấy ngăn cách tất cả những thứ này với bên ngoài, bên trong im lặng giống như hai thế giới, chỉ chốc chốc có tiếng bóng bi ra đụng nhau kêu lên lanh lảnh không ngừng bên tai. Một nam sinh đưa cho Ngụy Kiều một ly rượu vang trắng, thế nào, nếm thử đi, mới nhập đấy. Ngụy Kiều nhận lấy nhấp một ngụm sau đó tán thưởng mà lắc lư cái ly trong suốt lấp lánh, dòng rượu trong veo óng ánh lướt qua thành ly tạo thành những gợn sóng xinh đẹp. Rượu được đựng trong dụng cụ thích hợp lộ rõ phản chiếu long lanh như dụ dỗ người ta nếm thử không tồi mày vẫn biết thưởng thức như xưa nam sinh cười đáp lại lời khen của gã dạo này mày thế nào vẫn vậy không có gì thay đổi đạo diễn đối xử với mày thế nào nghe nói người kia nhà anh ta thấy nam sinh muốn nói lại thôi ngụy kiều biết cậu ta muốn nói gì gã ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu cần cầu thon dài xinh đẹp hầu kết với độ cong vừa phải chuyển động lên xuống dòng rượu chạy tuột xuống dưới anh ta không tiếp tiêu tiền cho tao hơn nữa gần đây anh ta có một bộ phim gần quay, đang chọn diễn viên, anh ta đồng ý cho tao một vai diễn quan trọng. Tự mình nói xong gã còn cười châm chọc ra mặt, nhu cầu mỗi người mà thôi, anh ta thích cơ thể của tao, tao thích tiền và danh vọng của anh ta. Về phần người kia nhà anh ta, nhân cơ hội này có thể thấy rõ người đàn ông của mình rốt cuộc là thứ gì, người đó nên cảm ơn tao. Vậy mày và chủ tịch Chu đã cắt đứt rồi nhỉ? Ngụy Kiều phủ nhận khiến nam sinh mở to hai mắt, chẳng lẽ là mày đạp hai? Đúng vậy, tao đạp hai thuyền, ông già kia sẽ không dễ dàng buông tay tao, bây giờ ông ta trừ tiền ra thì không còn gì hết nên đã không thỏa mãn được tao nữa, đương nhiên tao phải tính đường khác cho mình chứ. Tao cần phải có nhân mạch mở đường cho mình, từ khi ông ta giải nhiệm chức chủ tịch diệu thế thì không còn những thứ như thế nữa, cái này ít nhiều cũng nhờ phước thằng cháu trai tốt kia của ông ta. Ánh mắt ngụy kiều bỗng dưng trở nên u ám lộ ra chút khí lạnh, lát sau lại khôi phục bình thường không đợi nam sinh lên tiếng, gã lại tự mình nói tiếp, hơn nữa bây giờ ông ta không được rồi, uống thuốc cũng không lên được bao lâu. Thật làm người ta khó chịu, tao không chịu nổi dù chỉ một giây nữa đâu. Nam sinh nghe gã nói vậy bật cười, phụt, một tiếng, chuyện đó không phải rất bình thường sao, ông ta tầm tuổi đó còn có thể mẩn ăn gì nữa, chẳng phải chơi bằng kinh nghiệm thôi sao. Ngụy Kiều bật cười cầm cái ly không cụng ly với cậu ta, tiếng tùy tinh vang lanh lảnh có lý. Điện thoại trong túi cứ reo mãi, gã ra hiệu cho nam sinh là phải nhận điện thoại sau đó tránh vào một góc, hồi lâu mới đi ra. Có người sắp tới đón tao, tao phải đi trước, nam sinh hiểu ý phất tay với gã, chơi vui vẻ. Ra đến cửa club, gã lập tức nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đen khiêm tốn dừng trước cửa. Mới vừa kéo cửa xe ra đã bị người ta kéo vào và túm lấy làm gã lảo đảo. Sau đó sườn mặt bị người đó hôn vài cái, nước miếng dính đầy mặt. Ngụy Kiều hờn dỗi lau mặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp giả chân của gã đàn ông, thế nào, đi chơi tí nhé, anh lại tìm được không ít đồ chơi mới nên ta đi thử tí không? Nghe như đang hỏi nhưng giọng điệu không cho phản bác, Ngụy Kiều thẹn thùng siết nắm đấm gõ nhẹ vào lồ âm ngực gã đàn ông, đầy vẻ tán tỉnh. Anh hư quá à, lần nào mà không nghe theo anh, dịu dàng với em chút là được. Mắt Ngụy Kiều long lanh đảo quanh quyến rũ vô cùng khiến gã đàn ông nhìn mà kích động không chịu được, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi vẫn là kiều kiều làm người ta thương mà, không giống thứ kia nhà anh, thôi không nhắc đến cậu ta nữa, mất hứng. Thắt kỹ dây an toàn, xuất phát thôi, tiếng hai người gẹo nhau vang vọng giữa trời đêm bao la, xa xôi mà xến sẩm thậm chí là khó nghe. Sáng thứ hai, vừa đến chỗ làm, Tiểu Trần đã trương nét mặt cứng đờ sốt ruột gõ cửa văn phòng của Văn Thu. Văn Thu đọc hết bài báo với sắc mặt nghiêm trọng, anh mệt mỏi nhẹ nhéo mi tâm, tóm lại vẫn xảy ra chuyện hai ngày cuối tuần tống mãn đường lôi kéo văn thu đi chơi bời khắp nơi thế nên anh hoàn toàn quên sạch chuyện của ngụy kiều cũng không kịp thời chú ý tin tức giải trí lão đại phải làm sao đây bây giờ anh cứ nói đi 5 phút sau triệu tập bộ phận quan hệ công chúng để mở họp quản lý phòng quan hệ công chúng là một quý cô cẩn thận tỉ mỉ tuổi tác hơi lớn lúc này chị aya đang xem xét hot sớt không ngừng được đẩy lên hot sớt mãi không chịu hạ khu bình luận cũng cấu xé kịch liệt lạ thường người kiều này cũng không biết xấu hổ quá đi biết mình là kẻ thứ ba mà còn dáng chen chân vào loại người phẩm chất kiều này lại có tài nguyên tốt đến lạ nghĩ là biết đã làm kiều gì để có được hôm trước cậu ta mới tham gia họp báo ra mắt sản phẩm mới của rượu thế đấy sản phẩm mới tên là vĩnh ái gì đấy ngụ ý là tình yêu vĩnh hằng trung trinh và duy nhất tôi nói đúng là châm trọng thật rượu thế cũng không phải thứ gì tốt gã hàng xóm nhà chị họ tôi từng là nhân viên rượu thế nghe nói cậu ta và chủ tịch diệu thế cũng có chấm em mỡ út đấy. Tôi còn nghe nói thằng này từng chơi đá khi lái xe, tông chúng mấy người. Đậu má, thiệt hay giả vậy, tin chuẩn chưa bản, nếu thật sự là như vậy thì diệu thế kia cũng không phải thứ gì tốt, ghê tởm thật. Thì ra còn là nghệ sĩ chơi đá, lại còn tình yêu vĩnh hằng, tao nhổ vào. Một lát sau, chị chậm rãi mở miệng, hot này có vấn đề, độ hot rất cao. Theo lý mà nói, lấy độ nổi tiếng vừa mới ngoi lên hiện tại của Ngụy Kiều thì không nên chễm chệ ở hot suất đầu tiên gần 2 ngày. Vậy quản lý trầm thấy thế nào? Văn Thu lấy bút viết gì đó trên giấy, anh nghe chị ấy nói như vậy bèn ngẩng đầu lên. Theo ý kiến của tôi, e rằng có người muốn chị anh ta. Chẳng qua không có sơ hở thì ai đâm chọc được, anh ta quyến rũ trầm gia danh đã kết hôn, đúng lúc dâng đao cho người ta. Hơn nữa người kia của nhà trầm gia danh mặc dù đã ra khỏi giới giải trí nhưng cũng mới một năm rưỡi, Năm đó anh ấy cũng là ngôi sao lớn, fan cứng đến giờ cũng không thiếu. Văn Thu gật đầu, nói tiếp cho hết lời chỉ, cho nên fan của anh ấy gấp rút báo thù cho thần tượng của mình, dùng hết mọi cách để trừng trị kẻ thứ ba là Ngụy Kiều này, vừa vặn diệu thế có hợp tác với cậu ta nên sau đó bị nhắm vào. Đúng vậy, đại khái chính là như vậy, hơn nữa có vài lời đồn giống như dòng bình luận ban nãy nói chủ tịch Chu hú hí với Ngụy Kiều, còn nói người này là chủ tịch Chu bây giờ của chúng ta đó rõ ràng là chủ tịch chu tiền nhiệm có được chưa hả? Quản lý trầm vội vàng quát bảo ngừng lại, đừng nói nữa. Có vài lời không được nói. Văn Thu quen tay Vân Vê xoay nhanh cây bút trên đầu ngón tay, anh hít mắt nhìn chầm chầm vào màn hình chiếu đang phát video. Bên ngoài cửa sổ sát đất cực lớn là sóng lớn dâng trào, mặt biển cuồn cuộn, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư phiêu giặt theo sóng gió, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Đèn dưới đất sáng tỏ chiếu sáng một góc của căn phòng. Chu Thế Lê bình chân như vậy mà dựa vào sofa, trong tay phẩy một bức ảnh. Bên kia video trò chuyện là một đợt tiếng ồn sau đó mới chuyển đến tiếng người rõ ràng. Chú hai, đã lâu không gặp, Chu Thế Lê, rốt cuộc mày muốn làm gì? Trước giờ tôi chưa từng muốn làm gì, ngược lại Thế Lê muốn hỏi xem chú hai muốn làm gì? Mày có ý gì, người trong bức ảnh này chú hai còn nhớ chứ? Trên bức ảnh là một người đàn ông hết sức bình thường, là cái kiểu đặt trong đám người thì rất khó nhận ra, dáng vẻ vô cùng phổ thông. Nhưng chính là một người như vậy, khi Chu Chính vừa nhìn thấy người đó thì ánh mắt đã tối đi một chút. Tất nhiên cũng sẽ không thoát khỏi tầm mắt đang nhìn chằm chằm ông ta của Chu Thế Lê. Chu Thế Lê cười lạnh một tiếng, "Chú hai chắc sẽ không quên mất nhỉ, tháng trước anh ta đã tự sát." Chu Chính hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, "Mỗi ngày có biết bao nhiêu người tự sát, tao còn phải biết hết chắc." "Đừng nhiều lời, chú hai, nói thẳng nhé." trước khi anh ta nhậm chức ở nhà máy thanh viên lộ đã gặp mặt chú ngày thứ hai sau khi anh ta rời khỏi nhà máy đã bốc cháy toàn bộ thiết bị chữa cháy cũng hư hỏng ngay cả camera trên đường cũng bị ngắt kết nối quan trọng là anh ta từng là kỹ sư điện của nhà chú chú đừng có nói với tôi chú không biết anh ta sự khinh thường của chú chính sắp xuyên qua màn hình bàn tay phủ đầy nếp nhân luồn vào trong quần cậu trai trẻ bên cạnh chiêu ghẹo làm cậu trai thẹn thùng một hồi quen biết thì thế nào mày có thể chứng minh việc nhà máy bốc cháy có liên quan đến tao hay liên quan đến thằng đó không chủ thế lê tao nói cho mày biết mày thế này gọi là ngẫm máu phun người cái này quả thật không chứng minh được cái gì nhưng sau khi anh ta tự sát thì tài khoản của anh ta nhận được một triệu là tài khoản của quản gia nhà chú chuyển tiền trước tiên không bàn tới vì sao quản gia nhà chú có nhiều tiền như vậy và còn vì sao lại chuyển cho anh ta nhiều tiền như vậy trước tiên chúng ta không nói đến chuyện này chuyện ngu nhất là trước khi anh ta tự sát quản gia nhà chú còn gửi cho anh ta tin nhắn làm việc không tệ, muốn tiền thì nhanh chóng làm theo những gì mày nói lúc trước, chỉ khi mày chết thì vợ con ba mẹ mày mới có thể có cuộc sống tốt. Nghe đến đây, chú chính đứng ngồi không yên, hơi hồn hền, là tao sai khiến thì làm sao, mày có thể tống chú mày vào tù chắc. Chú thế lê mày không sợ bị người khác chỉ trích sau lưng à. Chú thế lê lười biếng liếc ông ta một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, tôi sợ, tôi sợ chết mất. Không phải lỗ chút tiền thôi sao? Coi như hiếu kính cho ông chú già ngày đây thôi, chú hai ngày vui vẻ là được rồi. À đúng rồi, nghe nói tình nhân nhỏ của chú hai ngày nay gặp chút chuyện, chú vẫn vui vẻ chứ. Nên chú ý thân thể, đừng tức quá mà gãy mất, như vậy không đáng giá đâu phải không? Chú thế lê thằng xúc sinh mày, chú thế lê đạt được mục đích nhanh chóng ngắt điện thoại, không muốn thấy bản mặt già sụ đó của chú chính thêm nữa. Quản gia thật sự nói như vậy à, vậy thì cũng mua quá đi mất. Chu Thế Lê cười sán lạn với Triệu Dung rồi khẽ nháy mắt, anh lừa ông ta đấy. À, anh hư quá nha, thế mà lừa người ta. Không, anh chỉ hư với em thôi, tối qua hư vậy em thích không? Hửm, Chu Thế Lê một tay kéo Triệu Dung lại áp vào cô cọ lung tung. Vẫn chưa đủ, hư thêm tí nữa thì được. Vậy à, thế thì anh chỉ có thể cố gắng hơn nữa thôi. Á, à, anh đừng nghịch, ngứa. mươi 33, trong hình là hình ảnh của một tòa biệt thự bên bờ biển, Hai người bị chụp trong ảnh đang nằm trên bờ cát trống trải phía trước biệt thự. Dưới vòng trời đêm họ say sưa ôm hôn nhau triền miên. Mặc dù bức ảnh đã được phủ qua một bộ lọc làm mờ nhưng độ hot vẫn là làm người khác phải la to vì ghen tị. Hơn nữa bộ lọc làm mờ này có cũng như không, người quen nhìn vào vẫn có thể nhận ra người trong ảnh. Video này vừa được tung ra đã đính kèm với tiêu đề giật gân là: Đêm khuya vắng vẻ, đạo diễn nổi tiếng cùng với tiểu sinh đang bạo thân mật tiếp xúc bên bờ cát, tư thế thay đổi liên tục. Chưa được nửa tiếng, tin tức này đã thành công leo lên đờ ảnh hot search. Blog gốc được cả ngàn người đăng lại, video cũng được chia sẻ không ngừng. Tuy rằng đã được phía trên phát hiện giúp ẩn video nhưng tiêu đề kia thì vẫn còn đó, độ hot chỉ tăng chứ không hề giảm. Nơi nào cũng có người xin video, từ bản ốc còn không mang nổi mình ốc nên đến cả server cũng bị sập rồi. Cuộc họp kết thúc, mọi người chỉ đưa ra một kết luận là hủy hợp đồng với Ngụy Kiều cổ phiếu của diệu thế chịu tổn thất không nhỏ bởi dư luận nên cần phải lập tức ngăn chặn thiệt hại chỉ vì người đại diện như vậy thì căn bản là không đáng để mạo hiểm mà tiếp tục hợp tác thông báo vừa có dư luận cũng tức khắc đổi chiều ngụy kiều nhìn cái điện thoại đang vang lên liên tục thì bực bội ném nó qua một bên điện thoại đập vào mặt bàn thủy tinh lại văng thêm mấy cái rồi rơi xuống sàn nhà kim chủ của gã ngày xưa là chu tổng đã gọi cho gã gần cả trăm cuộc điện thoại nhưng gã căn bản không dám nghe Gọi điện thoại cho Thẩm Gia Danh thì lại không gọi được, lúc nào cũng là máy bận. Gã không thể hiểu nổi sao lại có thể bị chụp được ảnh, không phải đã nói đó là bãi biển tư nhân sao? Nhưng gã không biết, bờ biển kia chính là do Thẩm Gia Danh ra vẻ hào phóng sao sao đi thuê để tán gái thôi. Cái tên được nhắc đến nãy giờ là Thẩm Gia Danh lúc này rõ ràng không rảnh để mà quan tâm gã, ông ta đang quỳ xuống trước mặt vợ mình mà xin lỗi và mong bà có thể tha thứ cho sự ngoại tình và không chung thủy trong hôn nhân của mình. Vợ ông ta ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm làm mà kéo vali lướt ngang qua mặt ông ta, bà chỉ báo cho ông ta thời gian ly hôn ngày mai và sau đó chỉ còn sót lại một người đang gào khóc thảm thương trên mặt đất. Vài ngày sau mọi chuyện về việc chấm dứt hợp đồng đã được giải quyết. Phía xa bên kia đại dương, người đang hưởng thụ thức ngon địa phương chu thế lê lúc này mới gọi đến được. Nghe thấy âm thanh huyên náo của đường phố truyền qua ống nghe, gân xanh trên thái dương của Văn Thu giật giật. Hai ngày nay đi chơi vui không anh Chu? vui lắm phải không? Một giọng nam lười nhác truyền đến, hai, coi như là vậy đi. Ngữ điệu lười nhác đó vốn không thể che giấu được sự sung sướng bên trong. Chủ thế Lê còn nhân cơ hội kéo mu bàn tay Triệu Dung qua hôn một cái, sự hạnh phúc trong ánh mắt khóe mày có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu thì sao, chẳng ra gì, tên tống mãn đường kia quả là không làm tròn chức trách, thế này sao mà làm bạn trai được. Anh chú anh đừng có ụp nồi lung tung, đến cùng là vì sao anh thật sự không hiểu hả. Ai ra, bọn anh hai ngày nay vừa đi đến quốc gia mới nên có hơi chút chơi đến quên cả trời đất vốn là không có đem điện thoại theo chứ không phải cố ý không nghe máy đâu nhưng không phải anh vừa nói là như vậy hay sao chủ thế lê nghẹn hỏng giơ tay đầu hàng tôi nghĩ chuyện nhỏ này so với năng lực của cậu nhất định có thể giải quyết gọn ghẽ mà đây là tôi tạo điều kiện cho cậu thể hiện thôi rất là cảm ơn anh không có gì không có gì anh biết rõ ngụy kiều này phòng tay đến mức nào chứ tôi sai, tôi sai rồi. Nghe chu thế lê cợt nhả, văn thu mạnh mẽ hít sâu, nỗ lực ngăn lại cảm xúc muốn nhảy dựng lên chửi người của bản thân. chu thế lê nhíu nhíu mày, vẫn còn phiền phức sao? Hết rồi, chú của anh có đến một lần, mang gã đi rồi. chu thế lê à một tiếng, lão già kia là một tên bi ba n thái, không biết ngụy Kiều có còn hoàn hảo không tổn hại miếng nào được không đây? Đang tìm người đại diện mới, anh có muốn đề cử ai không? Phía bên kia suy nghĩ một lát, mới mở miệng, không có, chắc là cậu đã lao lực rất nhiều, vất vả cho cậu rồi. Hẳn là vậy à, ngữ khí của Văn Thu như trời yên biển lặng, mắt trợn lên trời. Cuối năm thường tăng gấp bội, tôi sẽ cố gắng. chu thế lê cười ra tiếng, điện thoại cũng như muốn rung theo chấn động kia. Văn Thu để điện thoại ra xa, không muốn để lỗ tai phải chịu tổn hại mặc dù thanh âm của đối phương cũng rất quyến rũ. Văn Thu vừa bước ra khỏi cửa lớn của công ty đã lập tức gặp khách không mời mà đến. chương 34, tiệc tối thịnh soạn, quần là áo lượt, thú giữ đang dõi theo bé thỏ trắng. Trợ lý Văn, chủ tịch tiền của công ty giải trí M nhìn thấy Văn Thu bèn đi về hướng của anh. Ông ta không chút khách khí đặt mông ngồi ngay bên cạnh Văn Thu rồi dồn anh vào trong góc. Văn Thu nhích nhích người ra ngoài, sofa vốn không lớn lại bị chen chúc chật ních. Anh vừa định đứng lên, không ngờ có một bàn tay xoa từ đùi anh xoa lên. Trang phục mùa hè mỏng manh, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng manh dán vào da làm Văn Thu cảm thấy da gà nhanh chóng nổi từ sau eo lên sống lưng rồi lan thẳng lên cổ. Anh đột ngột đứng lên, cái tay kia không cản được anh bèn nhân lúc Văn Thu đứng lên thì nhéo mông anh một cái. Mặt Văn Thu tai mét, đang muốn phát cáo đối phương đã mở miệng trước, trợ lý Văn Quần cậu bị dính chút đất nên tôi giúp cậu phủi rồi. Không cần cảm ơn nói xong một cặp mắt xấu xa liếc nhìn khắp người văn thu từ đầu đến chân. Ông ta tùy tiện quyến luyến ở trên mặt rồi ở eo. Thấy văn thu nhìn mình, ông ta lập tức đổi sang dáng vẻ trưởng bối dễ gần, vẻ mặt hiền lành. Trên mặt văn thu treo nụ cười hoàn mỹ nhưng trong miệng lại nghiến răng nghiến lợi, từng chữ dường như bị răng nghiền nát tàn nhẫn rồi mới phun ra, thật sự rất cảm ơn chủ tịch tiền. Đối phương phất phất tay, đã nói không cần khách khí. Tiếp đó còn nói, nghe nói trợ lý văn độc thân à trai chàng yêu tú như vậy sao có thể độc thân chứ? Không biết thích kiểu người thế nào? Bác tiền có thể giới thiệu cho cậu, thấy gã đàn ông tự cho là thân thiết mà bị ổi lôi kéo làm quen với mình, văn tu gần như khinh bị đến mức sắp bay lên mương anh vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo. Hoặc là cậu có hứng thú với người bác này không, bác chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu, cậu cũng nhất định sẽ có tương lai rộng mở hơn nhiều. Nói xong vươn tay ra trước thăm dò, nhìn như mục tiêu là bàn tay bên người anh nhưng thật ra là nửa người dưới của anh cáo giả rốt cuộc đã lòi đuôi, một đống tuổi còn dê như vậy, cũng không sợ chật thắt lưng. Văn Thu né ra sau trốn khỏi bàn tay sàm sỡ nhưng lại đâm vào người sau lưng. Anh vội vàng xoay người giải thích, thật sự rất xin lỗi, ngài không bị sao chứ Tống, chủ tịch Tống. Tống mãn đường khẽ cười với anh ý bảo mình không sao. Chủ tịch tiền thấy Tống mãn đường đến, vẻ mặt đáng khinh cũng bay biến hơn phân nửa, Tống thị cũng không phải thứ ông ta có thể trêu được ông ta hư tình giả ý mà hàn huyên vài câu rồi lấy cớ mình có việc lập tức lùi mất nhìn theo bóng lưng có phần chảy trôi chết của chủ tịch tiền văn thu trào phúng bật cười vừa quay đầu đã chủ tịch tống này nhìn chằm chằm vào mình trái tim anh đập thình thịch không biết biểu cảm của mình có bị cậu thấy không lén quan sát vẻ mặt của tống mãn đường phát hiện nét mặt cậu như thường văn thu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi chắc là không phát hiện đâu nhỉ không ngờ động tác lén lút của anh đã sớm rơi vào đáy mắt đối phương Nhìn thấy dáng vẻ lén thở phào của Văn Thu Tống mãn đường nhếch khóe môi với vẻ mặt vui sướng Anh ấy vẫn đang yêu như ngày trước Nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt Văn Thu lại cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt Trợ lý Văn không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này Thật là có duyên mà Ở trước cổng diệu thế vào đúng giờ tan tầm Còn gặp được nhân viên diệu thế là tôi đây Thì quả thật là có duyên đấy Văn Thu mắng mỏ trong lòng Mặt vẫn rất bình tĩnh Miệng qua loa lấy lệ Đúng vậy có duyên có duyên. Đối phương nghe Văn Thu nói như vậy thì trên mặt lại hiện ra thứ biểu cảm khiến anh muốn nôn mửa. Ánh mắt Hạ Lưu giống như mình đang ti an chuồng đứng trước mặt ông ta, không biết bây giờ có hứng thú. Không có, Văn Thu ngắt lời ông ta. Cậu, sắc mặt chủ tịch tiền biến đổi. Dạo này chủ tịch tiền ốc còn không mang nổi mình ốc nhỉ thế mà vẫn còn lòng dạ nhớ thương người khác. Chủ tịch tiền nghe hiểu được ẩn ý trong lời của Văn Thu, ông ta nhớ tới tin đồn gần đây bèn ừ lạnh một tiếng rồi lướt qua anh đi mất. Văn Thu ở đằng lưng nghịch ngợm phất tay với ông ta, đi thong thả nha chủ tịch tiền. Vừa dứt lời cơn tức của bóng lưng kia dường như lại tăng thêm một bậc, Văn Thu nhìn mà vui vẻ trong lòng, anh ngân nga bài hát mà vui vẻ về nhà. Ánh đèn lay động, tiếng ly cốc cụm nhau lanh lành. Chủ tịch tiền ấn thiếu niên bên cạnh vào lòng rồi dung giữ rót một ly rượu, ông ta bị rượu nồng độ cao ca một trên thích mà nhấp môi một chút nhìn người rúc vào trong lòng mình ngoan ngoãn châm đầy ly rượu, ngón tay ông ta sờ sờ sườn mặt đối phương, vẫn là em ngoan. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía mấy ông sếp và bạn thân trong ngành, văn tu đó cũng không biết thức thời gì cả đấy, đúng là cho thể diện mà không cần. Ông sếp của công ty nào đó cười, thế mà còn có người chủ tịch tiền không trị được, thật khiến người ta bất ngờ. Ông ta nói xong chọc cho mọi người đều cất tiếng cười to. Chật, không nhắc tới cậu ta nữa, càng nghĩ càng phiền lòng. Ha 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 ha. Tống Thanh Việt nghe vậy khẽ nhíu mày. Trong tay bỗng dưng bị người ta nhét vào một ly rượu. Cậu ngừng đầu, hóa ra chủ tịch tiền ngồi ở sofa đối diện không biết từ lúc nào đã di chuyển sang bên cạnh mình. Tiểu Tống là lần đầu tiên tới đây chơi nhỉ, không cần phải câu nệ mà cứ coi như nhà mình. Đây là địa bàn của anh Tiền, muốn chơi kiểu gì cũng được nhé. Nhìn bản mặt già chắc còn lớn tuổi hơn cả ba mình lại tự xưng là anh, khóe miệng Tống Thanh Việt giật điên cuồng cậu mượn danh uống rượu né tránh móng heo đang đưa tới nhưng kết quả lại bị rót nhiều hơn. Giữa bị sờ và uống nhiều, Tống Việt Thanh lựa chọn cái sau. Cậu vẫn có tự tin nhất định đối với tiểu lượng của mình, nếu như trong rượu không bị trộn thứ gì khác. Uống đến cuối cùng cậu nghiêng ngả dựa vào cảnh sofa, hai má xinh đẹp ửng lên dạng mây đỏ, môi mỏng khẽ hé ra giống như không thắng được sức mạnh của rượu. Thật ra lúc này trong cơ thể Tống Thanh Việt đang bị sức nóng tàn phá, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, chúng phi nhanh không nghỉ khiến ngay cả hô hấp mà cũng nóng đến bỏng người. Tống Thanh Việt bất giác kéo lỏng cà vạt được thắt tỉ mỉ gọn gàng làm cho cổ áo hơi lỏng lèo. Kẻ đầu tiêu là chủ tịch tiền nhìn thấy cảnh máu huyết dâng trào này thì đã sớm kiềm chế không nổi, DC vọng tăng vọt. Tống Thanh Việt biết mình trúng kế, lúc vừa phát hiện bản thân không được thích hợp đã gửi định vị ngay cho Tống Mãn Đường. Xét theo thời gian hẳn là sắp đến rồi, kiên trì thêm một chút, chỉ cần kiên trì thêm, một chút. Chủ tịch Tiền cũng không biết mấy suy nghĩ quanh con này của cậu, ông ta chỉ biết vịt đến miệng thì phải ăn lúc còn nóng. Ngay lúc ông ta sắp dán cái miệng thối đó vào đôi môi mỏng đỏ bừng của Tống Thanh Việt thì cửa chợt bị đá mở từ phía ngoài. Tống Mãn Đường bước vào lập tức nhìn thấy cảnh nguy hiểm này, em trai bị người ta đè dưới thân, quần áo lộn xộn, dây thắt lưng cũng bị mở một nửa. Ánh mắt cậu bỗng trở nên nguy hiểm, nhiệt độ quanh người cũng giảm xuống căn phòng như bị khí lạnh lấp đầy và bầu không khí chứa đầy tình DC cũng bị đông cứng không sót lại chút gì. Tống Thanh Việt được kéo lên, khi đặt cậu yếu ớt mềm nhũn lên vai mình thì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cách lớp quần áo truyền đến làn da khiến Tống Mãn Đường nhận ra trạng thái của em trai rất không thích hợp, không phải say rượu mà giống như bị người ta bỏ thuốc. Nghĩ đến điều này Tống Mãn Đường lại nhìn đám người trong phòng giống như nhìn người chết, bao gồm cả vị chủ tịch tiền kia. Ông ta trước là trêu gẹo văn thu, giờ lại muốn hại Thanh Việt, ông ta đúng là muốn chết. Người cả phòng nhìn thấy khách không mời mà đến đều không dám lên tiếng, dù sao Tống Thị là thứ người bình thường đều không thể chiêu vào, hơn nữa bọn họ quả thật cũng không phải đang làm chuyện gì trong sáng. Từ khoảnh khắc Tống Mãn Đường đá cửa bước vào đã có người nhận ra nhưng đều đang đoán mục đích của Tống Mãn Đường, tất cả đều ngầm hiểu mà không lên tiếng. Chủ tịch tiền bị người ta cắt ngang chuyện tốt đương nhiên bất mãn lắm, ông ta đang chuẩn bị nổi cáu nhưng nhìn thấy là Tống Mãn Đường thì lại nuốt trở vào lúc sau ông ta mắt to chừng mắt nhỏ, nghĩ rồi vẫn định mở miệng, nếu như vịt đến miệng lại chạy mất thì nghĩ thế nào cũng không cam tâm. Không, không ngờ xếp tống cũng thích kiểu này à, hay, hay là cùng nhau. Còn chưa nói xong ông ta cảm giác độ ấm trong phòng lại giảm xuống, ánh mắt tống mãn đường nhìn chằm chằm mình như muốn giết người. Dù sao ánh mắt muốn giết một người là không che giấu được. Kết quả tống mãn đường chẳng nói câu nào dìu em trai quay đầu đi mất, chỉ để lại người cả phòng ngơ ngác nhìn nhau chương 35, Tống Mãn Đường đặt người vào hàng ghế sau, kéo một tấm chăn đắp lên cho Tống Thanh Việt. Còn ổn không, anh đưa em về nhà. Đừng, nhà em cách chỗ này xa quá, chắc em chịu đựng không nổi. Đưa em vào khách sạn đi. Nhìn lông mày em trai nhíu chặt với khuôn mặt đỏ bừng, lòng Tống Mãn Đường cũng đau không sao chịu được. Hay là, anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không cần đâu, bị nhận ra là xong đời đó, em không muốn lên hot shot đâu. Được rồi, chiếc xe xa hoa cao cấp vững vàng lao nhanh đến khách sạn. Thời điểm người được đỡ vào cửa, sau lưng có lóe lên một tia sáng nhưng hai người thì nào có tâm tình chú ý. Lúc Tống Thanh Việt thành công nằm được lên chiếc giường lớn mềm mại còn thoải mái mà hừ một tiếng. Tống mãn đường đi đến cửa nhưng vẫn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Tống Thanh Việt một cái, em, tự mình làm ổn không? Không thì anh tìm cho em một người. Không cần, Tống Thanh Việt vùi đầu vào đống chăn, giọng nói ồm ồm anh biết là em có người em thích rồi mà cho nên sao em có thể tìm người khác nếu như vậy sao em dám nhìn mặt cô ấy nữa hơn nữa em là một con người cũng không phải loại cầm thú tùy tiện động dc dưới sự tác động của thuốc giọng nói cũng nhũn ra biến thành giọng em bé nghe như cậu nhóc đang làm nũng nhìn tống thanh việt trở thành dáng vẻ này làm tống mãn đường nhớ lại khi còn nhỏ cũng là cậu nhóc này bi ba bi bô chạy theo sau mông cậu kêu tống mãn đường là anh ơi nhưng chớp mắt đã trở thành người lớn rồi Tống Thanh Việt quả quyết như vậy nên Tống Mãn Đường cũng chỉ có thể nghe theo, nhưng lúc đóng cửa vẫn không yên tâm mà thăm dò, nhớ kỹ, nếu như thật sự thấy không thoải mái thì nhất định, nhất định phải gọi điện thoại cho anh để anh đưa em đi bệnh viện có nghe không? Tống Thanh Việt miễn cưỡng nâng cánh tay vô lực lên, yếu ớt phất tay với Tống Mãn Đường, em nghe rồi, đi đường, cẩn thận. Di động không ngừng reo lên, Văn Thu vẫn còn buồn ngủ duỗi tay cầm lấy điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường. Thanh thông báo của điện thoại tràn ngập các màu tin nhắn tiếng thông báo tinh tinh vang lên không ngừng. Có chuyện gì vậy? Giọng nói khàn khàn của tống mãn đường vang lên sau lưng, cậu dán vào sau cổ anh rồi dính lấy trên vai anh nũng nũng nịu nịu hôn một cái. Văn Thu vốn định ném điện thoại qua một bên rồi tiếp tục nằm xuống ngủ thì bỗng bị một tin tức thu hút sự chú ý, cơn buồn ngủ cũng bay mất hoàn toàn. Anh rủi điện thoại di động đến trước mặt tống mãn đường ép cậu mở to mắt ra mà nhìn tống mãn đường định lôi kéo anh vào âu yếm buổi sáng một chút nhưng cuối cùng lại bị hành động đột ngột của anh làm cho tình càng người cậu đọc to từng câu từng chữ chủ tịch mới nhậm chức của tống thị thì ra có sở thích như vậy đến cùng đây là nhân cách vặn vẹo hay là đạo đức không còn chữ nào tống mãn đường cũng thấy quen nhưng ghép lại với nhau thì cậu đọc không hiểu cậu đã làm cái gì cơ đến cùng là làm cái gì văn tù thấy tống mãn đường không hiểu gì nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt vô tội và khó hiểu thì suýt nữa là bị đánh gục anh ho nhẹ một chút rồi nhịn xuống. Em tự mình mở ra xem đi. Vừa bấm vào ngay đầu bài là một bức ảnh, Tống Mãn đường đỡ một người có vẻ như là đang say rượu hướng về phía khách sạn đi vào nhưng chỉ chụp được sườn mặt của hai người và sau đó hai người cùng vào một phòng. Tiếp theo là lời bình luận thao thao bất tuyệt nói chủ tịch mới của Tống thị là một kẻ trăng hoa mây gió đã sử dụng quy tắc ngầm lên ngôi sao trẻ như thế nào. Cuối bài còn có cả nhân chứng của người bị hại và bằng chứng xác thực tóm lại là một bản tin nóng đạo lý rõ ràng tựa như người viết đang nằm dưới gầm giường nhà người ta vậy viết vô cùng chân thật bản tính thích ăn dưa của mọi người lúc này cũng được phát huy hết công suất một tin hot sức vừa thật vừa giả này trong một lúc đã được lan truyền đến là ồn ào náo nhiệt thời điểm tống hàn trông thấy nó thì lập tức trợn trắng mắt triệu dung trông thấy sự cứng nhắc của chu thế lê liếc mắt qua một cái rồi chỉ thở ra một câu chết tiệt thân là một trong những người trong cuộc Tống Thanh Việt vẫn đang tựa đầu vào chiếc gối mềm mại ở khách sạn ngủ ngon lành. Điện thoại do còn quá ít pin nên đã tự động tắt máy thành công giúp cậu né tránh sự quấy rầy của thế giới bên ngoài. Người đại diện không ngừng gọi vào số cậu nhưng chỉ nhận lại câu nói số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trừ thứ này ra thì không còn gì nữa khiến người đại diện gấp đến mức muốn xoay vài vòng trên đất. Không phải bảo cậu ta đến chỗ của xếp tiền sao? Sao cậu ta lại ở cùng tống mãn đường rồi còn bị chụp lại nữa? trợ lý nhỏ bị cơn giận của người đại diện hù cho im phăng phắc, im lặng đứng qua một bên. Văn Thu nhìn chằm chằm vào siêu thoại, đường Việt CP, bởi vì anh loạn cảm ứng mà bấm nhầm vào kia mà rơi vào trầm tư. Anh không hiểu ra sao mà chỉ chú ý thấy giao diện nhảy ra thông báo anh đã trở thành fan thứ 13.759 gia nhập, khóe miệng Văn Thu run dày một chút. Anh quay về giao diện tống thị official Weibo, vẫn còn yên bình lắm, một cái bình luận cũng không có. Thật tình, Ai mà nghĩ tới mình đưa thằng em ruột mình vào khách sạn cũng có người chụp được, còn bị thêm mắm dặm muối dựng lên thành cái chuyện thế này đâu. Đúng là buồn cười, Văn Thu lắc lắc đầu ném điện thoại đến góc bàn làm việc nơi cách mình xa nhất. Thôi thì để bọn họ tự mình giải quyết vở kịch nhỏ này đi, xem như là cuộc sống nhàm chán nên cần thêm một chút gia vị. Cục diện dối rắm bên công ty mình còn chưa giải quyết xong nữa, người làm công ăn lương vẫn là nên quan tâm đỡ ến bản thân thôi. Văn Thu thở dài, chấp nhận số phận cầm lấy hồ sơ vừa mới được đưa tới, trên mặt hồ sơ vẫn còn đóng dấu. chương 36, cuối tuần Tống Mãn Đường dẫn Văn Thu về nhà họ Tống một chuyến. Trước đây Vương Tiệp đã ồn ào rất lâu rằng muốn gặp Văn Thu nhưng đều bị Tống Mãn Đường lấy lý do công việc bận rộn qua loa cho xong. Vì thế Vương Tiệp không nhịn được nữa mà tố cáo tội của con trai nhà mình với chồng. Ông ấy xót vợ, không đành lòng để bà chờ mong vô vọng bèn lập tức gọi điện thoại cho Tống Mãn Đường ra lệnh cho cậu dành thời gian dẫn Văn Thu về nhà. Người ba luôn luôn nghiêm túc cũng đã lên tiếng nên Tống Mãn Đường cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, cho dù như vậy sẽ hy sinh thế giới hai người ấm áp với Văn Thu. Nhận được đáp án khẳng định của con trai bấy giờ Vương Tiệp mới nín khóc mỉm cười, Tống Hàn cũng nhận được khen thưởng từ vợ yêu. Chỉ có thế giới của Tống Mãn Đường bị tổn thương thôi ngóng sao ngóng trăng cuối cùng cũng ngóng được tống mãn đường đồng ý dẫn văn thu về nhà ăn cơm vương tiệp vừa ngân nga câu hát vừa bận rộn trong bếp trong nhà có giúp việc nhưng vì văn thu đến nên bà muốn tự mình xuống bếp thấy vợ sáng sớm thức dậy đã bắt đầu bận bịu không ngừng trong bếp tống hàn oán giận vô cùng sáng sớm vừa thức dậy vợ đã không để ý đến mình thậm chí ngay cả hôn chào buổi sáng cũng không có đúng là có con dâu thì quên chồng vốn định vào phòng bếp phụ giúp chung kết quả bị đuổi ra ngoài bà nói ông chỉ biết vướng chân vướng tay. Tống Hàn ngồi một mình trên sofa hầm hực hờn dỗi, nghĩ kiểu gì cũng không cam lòng. Ông quyết định đoạt lại sự thiên vị của vợ lần nữa. Tống Hàn gión ra gión rén nép vào bờ tường lén lút đi vào phòng bếp, dì từ nhìn thấy ông chủ lén lút thì khóe miệng co rút buộc bản thân làm bộ không phát hiện. Nhưng Tống Hàn không làm bộ được, vì thể diện nên ông kêu dì từ ra khỏi phòng bếp. Dì từ, dì đưa khoai tây đã cắt xong cho tôi. Cái rổ nhiễu nước được đưa qua, nhưng bàn tay này. Vương Tiệp nhìn theo ngón tay, cánh tay rồi thẳng một đường lên trên đã thấy được chủ nhân của nó. Nhất thời bà giờ khóc giờ cười, anh vào đây hồi nào thế? Mấy phút trước đấy anh kêu gì từ đi nghỉ ngơi rồi nên để anh phụ em. Vương Tiệp còn có thể không hiểu tâm tư của ông sao, đều là vợ chồng già rồi. Được, vậy anh giúp em lặt chỗ sau này. Phòng bếp bận rộn một cách ngay ngắn trật tự, nếu xem nhẹ khúc nhạc đệm ở giữa chỉ là người phụ giúp từ gì từ biến thành tống hàn trong lúc chờ lò nướng thì tống hàn áp sát qua từ sau lưng ôm quàng lấy người vợ từ sáng sớm đã bắt đầu làm lơ mình vợ ơi em không cảm thấy thiếu chút gì đó sao vương tiệp nhưng đầu nhìn ông thiếu cái gì hôn chào buổi sáng hóa ra từ sáng sớm ông chồng đã hơi không vui là vì chuyện này à vương tiệp mỉm cười khẽ hôn tống hàn thì ra lúc đó trông anh giống bé đáng thương tuổi thân là vì chuyện này à em nhìn thấy rồi ư tống hàn chợt cảm thấy có hơi mất mặt ông ngượng ngùng vùi đầu vào hõm cổ của vương tiệp nhỏ giọng nói trạng thái đó của anh làm em vốn không thể không quan tâm có được không hả vậy em phải bồi thường cho anh bồi thường thế nào hôn chào buổi sáng là minh chứng em yêu anh hôm nay không có hôn chào buổi sáng anh buồn lắm nói xong tống hàn đè bà vai vương tiệp rồi xong người bà lại mặt đối mặt với mình ông cúi người cách vương tiệp càng lúc càng gần vương tiệp đẩy ông ra lò nướng sắp được rồi tống hàn nhấc mí mắt liếc một cái nói còn 5 phút nữa dứt lời đã cúi đầu xuống ngậm lấy môi vợ cảm nhận được cánh tay vợ quàng lên cổ mình đôi môi hoàn mỹ cong lên cánh tay đặt trên eo vương tiệp càng quấn chặt hơn xít cả người bà áp vào ngực mình tống mãn đường dắt văn thu vào phòng khách nhưng không thấy người nào bèn quẹo vào phòng bếp kết quả thấy được cảnh tượng ba mẹ ân ái nghe thấy động tĩnh vương tiệp mở mắt ra trước thấy con trai và bạn trai mặt mày kinh ngạc nhìn hai người họ thì gương mặt lập tức đỏ bừng một tay đẩy tống hẳn ra. Trên gương mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp như sư hiện lên hai dạng mây đỏ càng giống thiếu nữ hơn. Tống mãn đường mở miệng phá tan sự xấu hổ, "Mẹ, gì từ đâu? Con mang vài thư tới gọi gì ấy đem cất, sau đó chỉ chỉ vào mấy hộp quà trong phòng khách." "À, ừ, được." Cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ này vẫn giữ nguyên đến trên bàn ăn. Vương Tiệp bình thường nói rất nhiều lúc này cũng không nói gì chỉ lo cúi đầu sới cơm trong bát chẳng qua chốc chốc bà sẽ hỏi Han Văn Thu một chút sau đó tiếp tục lùa cơm. Mà đầu sò gây tội, kẻ đầu tiêu lại đang bình chân như vậy mà ăn cơm và tiếp đón Văn Thu, còn thường xuyên gắp đồ ăn cho bà vợ đang hận không thể nhét đầu vào bát cơm. Người bình thường ít nói lại lạnh lùng nghiêm túc lúc này biến thành người sôi nổi nhất trên bàn cơm. Mãi đến trên đường về nhà Văn Thu nhớ tới cảnh này vẫn không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. Tống mãn đường nghe tiếng nhìn anh, hai người vừa đối mắt đã không hẹn mà cùng đồng thanh cười phá lên xe chạy đi, vài chủ xe nghe thấy tiếng cười tò mò thò đầu ra ngoài rồi lại không tìm thấy nơi phát ra. chương 37, ánh trăng lạnh lẽo như nước soi khắp mặt đất, dọi lên những bức màn giờ đã được kéo lên, chúng mờ mờ ảo ảo che lấp đi những nơi đang được chiếu sáng. Văn Thu xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, đi đến bên phía giường, mẹ. Trên giường là một khung cảnh lạnh lẽo, mẹ không ở đó. Văn Thu bước từng bước nhỏ nghiêng ngả lào đảo mở cửa phòng ngủ ra ngay khi mở cửa ra đã nhìn thấy người mẹ đang ngồi trên sofa đưa lưng về phía cửa. Phòng khách trống vắng khe khẽ vang lên những âm thanh nức nở bị đè nén. Mẹ lại nhìn ảnh chụp của ba mà khóc, tuy rằng Văn Thu chỉ vừa mới 5 tuổi nhưng ngay lúc này, trong nội tâm nho nhỏ của anh cũng đã biết đau lòng là gì. Mẹ đang đau lòng, anh cảm thấy bản thân đã có hơi không kiềm được muốn đi vệ sinh lắm rồi, nhưng Văn Thu vẫn không nhúc nhích mà còn thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa nhìn về phía sofa nếu đi ra ngoài sẽ làm phiền mẹ mất, đầu nhỏ của văn thu cúi thấp, khuôn mặt cũng nhân lại. Suy nghĩ một chút anh lại gión ra gión rén đóng cửa lại bò lại lên giường. Văn thu lấy chăn quấn kín bản thân, ngoan ngoãn nằm đó rồi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau mẹ văn đến trường mẫu giáo đón văn thu tan học. Tay lớn nắm tay nhỏ đi qua hành lang ẩm ý rồi đi qua con đường nhỏ dài sỏi đi về phía nhà. Dọc theo đường đi Văn Thu vẫn luôn nhìn chăm chú quan sát sắc mặt của mẹ quên cả chớp mắt thậm chí không chú ý đường đi dưới chân nên đôi lúc sẽ bị vấp phải vài viên đá rồi lảo đảo, cũng may mẹ Văn kịp thời giữ chặt anh nên mới không bị ngã xuống mặt đường rắn chắc. Mẹ Văn dịu dàng nhìn anh, ngữ khí cũng dịu dàng tương tự và dáng vẻ của bà lúc nào cũng nhất quán như vậy, "Tiểu Thu sao vậy? Hôm nay con cứ nhìn chằm chằm mẹ thôi nhé, trên mặt mẹ có dính gì sao?" Vừa nói vừa khó hiểu mà đưa tay lên sờ mặt. Đứa bé 5 tuổi, giọng nói vẫn còn mang theo sự ngây thơ do mẹ sinh á. Mẹ Văn nghe thế lập tức cười tít cả mắt, hai mẹ con lớn lên trông thật giống nhau, vừa trắng trẻo vừa phúc hậu. Mặc dù đứa nhỏ vẫn chưa dậy thì nhưng đã trông vừa tròn vừa trắng, hàng mi cong dài trên đôi mắt long lanh. "Cảm ơn Cục Cưng, Cục Cưng cũng đáng yêu cực." Văn Thu vẫn còn nghĩ về chuyện hôm qua, anh không hiểu vì sao mẹ mình xinh đẹp dịu dàng như thế ba không thích mà lại đi thích người khác. Anh không hiểu được, nhìn mày nhỏ của Văn Thu nhíu chặt và dáng vẻ trông như có tâm sự nên mẹ Văn bế anh qua một bên. Ngồi xổm xuống nhìn vào mắt anh. "Tiểu Thu, hai ngày trước ba của con gọi điện thoại tới nói là muốn đón con qua chỗ ông ấy nhưng mà mẹ không thể tự tiện quyết định, ba của con cũng vậy. Mẹ muốn hỏi ý con, con có muốn đi không?" Một đứa bé 5 tuổi, tuy rằng có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu nhưng không ngốc. "Chẳng những không ngốc mà còn rất thông minh. "Mẹ có đi không? Không, ba sẽ kết hôn với gì khác sao à? "Đúng vậy, ba muốn đón Tiểu Thu đi là do nhớ Tiểu Thu sao?" có lẽ vậy đấy con văn thu lắc đầu tiểu thu không muốn đi vì sao vậy ba không thích tiểu thu cũng sẽ không nhớ tiểu thu tiểu thu không muốn đi mẹ văn đau lòng xoa xoa đỉnh đầu con trai không đâu ba sẽ không như vậy đâu có ba sẽ như vậy con chưa từng gặp mặt ba ba cũng chưa bao giờ tới ba không thích con chỉ thích gì và đứa con mà gì sinh ra cho nên tiểu thu không thích ba cũng sẽ không đi nhìn con mình bình tĩnh nói ra những lời mà đáng ra đối với nó phải rất tàn nhẫn, văn nhạn lòng đau đớn tột cùng, bà cúi đầu ôm lấy con trai vào lồ ân ngực, âm thanh nghẹn ngào, xin lỗi con, thật lòng xin lỗi. Đều tại mẹ vô dụng, bàn tay non nớt bé xíu học dáng vẻ thường ngày của mẹ văn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của bà. Khổ nỗi cánh tay quá ngắn chỉ có thể chạm đến bà vai. Không phải do mẹ sai, tại ba không cần chúng ta trước. Chúng ta không cần ông ta, không thích ông ta, mẹ cũng không cần thích ông ta nữa được không ạ mẹ văn vội gật đầu không ngừng hốc mắt ươn ướt được được mẹ hứa với con sẽ không bao giờ thích ông ta nữa mẹ hứa với con bé con nhẹ nhàng thở phào mẹ nói không thích ba bà sẽ không bao giờ phải nửa đêm nhìn ảnh ba mà lau nước mắt và sẽ không bao giờ vì một người không thích mình mà đau lòng nữa mẹ tốt như vậy thì phải luôn được vui vẻ mới đúng âm thanh ục ục truyền từ bụng đến Văn Thu thẹn thùng mà vỗ vỗ bà vai mẹ Văn nhỏ giọng nói, mẹ, con đói bụng. Văn nhạn nhẹ lau khóe mắt nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi đứng dậy kéo tay nhỏ của con, đi, về nhà thôi. Mẹ làm cho cục cương món sườn heo chua ngọt con thích ăn nhất. Dạ, về nhà thôi. Âm thanh cười đùa vui sướng của hai mẹ con vang vọng, lấp đầy phố phường khiến cho ánh chiều tà lẫn ánh nóng phía chân trời nơi mặt trời lặn cũng như bị lây nhiễm. Ấm áp và thỏa mãn. Văn Thu đang mơ ngủ cong cong khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt khiến cho người khác cũng cảm thấy hạnh phúc. Tống mãn đường thò người ra đắp lại chăn cho anh đàng hoàng. Môi nhẹ nhàng dán lên trán anh, dịu dàng và trân trọng. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé. mươi 38, thời tiết nắng đẹp, vầng dương chiếu rọi, trời trong mây trắng. Gió khẽ lay chỉ có áng mây nhỏ ở lại nơi chân trời. Văn Thu xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn ra bầu trời trong xanh như được gột rửa, Đồng thời anh khải cảnh nguyệt quý mới trồng trong chậu hoa. Con trai à, con có muốn thương lượng với Tiểu Thu một chút không? Mẹ và ba con muốn gặp mặt mẹ Tiểu Thu một lần. Hai đứa bây giờ yên ổn như vậy, xuất phát từ lễ phép thì thế nào hai nhà cũng phải gặp nhau chứ, con nói có phải hay không? Con đừng có làm mẹ Văn cảm thấy nhà chúng ta không lễ phép rồi lo lắng Tiểu Thu chịu tủi thân chứ. Con nói xem. Tống Mãn Đường vừa đến nhà đã nhận được điện thoại của Vương Tiệp đương sự Văn Thu ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng rành mạch. Ngắt điện thoại tống mãn đường quàng vai Văn Thu dựa vào sofa, cậu nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt trêu chọc thế nào. Nói thử suy nghĩ của anh xem. Văn Thu bĩu môi, chẳng thế nào cả. Tống mãn đường ngồi thẳng người, vì sao? Ừm, nếu muốn hỏi vì sao, anh cũng không định treo cổ mãi trên cái cây là em. Tống mãn đường, sau đó có người bị đẩy lên sofa, bàn tay tả ác chọc vào hõm heo Văn Thu, ha 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 ha. ha anh sai rồi, anh không nói nữa, ha 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 ha. Còn nói nữa không, hửm, văn Thu nước mắt lưng chồng co quắp trên sofa giống như đóa hoa tươi đẹp mềm mại bị trà đạp và phá hư, không dám, không dám nữa đâu. Bàn tay của Lech eo di chuyển, nó không an phận mà chui vào vạt áo sơ mi lộn xộn lòng lèo bị sốc lên một góc do đùa giỡn. Văn Thu không chịu được ngứa mà vặn vẹo, hơi thở còn chưa bình phục thì hô hấp nóng rực đã phả ra nhúm vào tống mãn đường cách anh rất gần đó, đừng nghịch. Răng nanh của Tống Mãn Đường nhẹ nhàng cà vào xương quai xanh mịn màng của Văn Thu, "Cục Cưng, trước khi ăn cơm, thế nào?" Văn Thu khựng lại, trong mấy nhịp thở đã vòng tay lên cổ đáp lại cậu. Sofa rộng rãi, hơi thở nóng bức, khí thế hừng hực. Văn Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi túm lấy lưng ghế sofa, giọng nói anh đứt quãng, "Em là đồ lừa." "Đây là phần thưởng cho Cục Cưng." Tống Mãn Đường cúi người hôn vành tai đỏ bừng của Văn Thu, giọng nói trầm thấp gợi cảm mang theo sự hấp dẫn đây là phần thưởng cho chính bản thân em thì có. Đồng tử của Tống Mãn Đường hơi giãn ra, vẻ mặt kinh ngạc, cục cưng thật thông minh. Vậy thưởng thêm cho cục cưng hai lần nữa nhé. Đồ khốn, chữ bị nuốt hết vào trong bụng, nước nở không nên câu. Tỉnh lại lần nữa đã là trạng vàng, mặt trời ngả về tây, đỏ rực khảm viền vàng cho mọi vật. Cuối cùng Văn Thu vẫn nhớ đến chuyện phải cho hai nhà gặp nhau bèn gọi điện thoại cho mẹ Văn. Mẹ, dạo này mẹ sao rồi, sức khỏe có ổn không? mẹ khỏe lắm con yên tâm đi con chăm sóc tốt bản thân là được rồi mẹ này hai ngày trước con có nói chuyện nhà họ tống đề nghị muốn gặp mặt mẹ cảm thấy thế nào mẹ cảm thấy không có vấn đề gì đến lúc đó chọn thời gian địa điểm là được mấy cái khác không thành vấn đề đứa nhỏ tiểu tống đó không tồi nghe giọng mẹ trong điện thoại vẫn dịu dàng như cũ trong lòng văn thu mềm mại đến độ dối hết cả lên nhiều như vậy năm mà mẹ vẫn trước sau một mình bà cũng nên tìm người bầu bản có một số tình cảm, con cái dù làm thế nào cũng không cho được cũng không bù đắp được. Mẹ, ơi, lần trước mẹ nói chú ngô hàng xóm luôn giúp đỡ, tính cách cũng rất nhiệt tình. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn như vậy sao? Mẹ Văn vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ của anh, bà giờ khóc sở cười, nói cái gì thế? Người ta đơn giản chỉ là nhiệt tình thích giúp đỡ mà thôi, chú ấy đối xử với ai cũng như vậy. Nhóc con đừng nghĩ lung tung. Thế à, được rồi, không nói chuyện với con nữa, lát nữa mẹ còn có tiết, con chăm sóc tốt cho bản thân nha. Điện thoại truyền đến tiếng ngắt máy tút tút, ngón tay Văn Thu Vân về dưới cầm với vẻ mặt trầm tư, giúp một lần là mười mấy năm, rõ ràng điều kiện không tồi nhưng vẫn luôn không tái hôn, vừa nhìn thấy mẹ là cười ngây ngô. Trên đời này chẳng lẽ thật sự có người nhiệt tình như vậy? Thật sự là mình nông cạn sao? chương 39, chủ tịch chu vốn đang đi du lịch cùng bạn gái lại đột nhiên quay về một cách im hơi lặng tiếng ngay sau khi diệu thế vừa ký hợp đồng với người đại diện mới tôi nói này không phải chứ anh chu cũng biết canh thời gian quá nhỉ vừa chọn được người đại diện cái là anh quay về văn thu điên cuồng trợn mắt chu thế lê làm bộ không nhìn thấy lật tờ báo trên bàn hay là nói tôi nghe thử người được chọn lần này là ai đi cả người người đàn ông đều toát lên khí chất quyến rũ ra ngoài du sơn ngoạn tùy một thời gian dài lại càng khiến cho phong thái của anh ta có vẻ tùy ý khó tả và phóng khoáng. Sự lười biếng và điềm tĩnh đan xen trong từng cử chỉ, hài hòa nhưng rất gây chú ý. Nhắc đến việc chính, Văn Thu chấp mắt đã khôi phục dáng vẻ của một trợ lý chuyên nghiệp, Tống Thanh Việt của truyền thông Tứ Hải. Em của Tống Mãn Đường, sao anh biết? À, Văn Thu hỏi được một nửa liền sực nhớ bạn gái của anh ta là Triệu Dung, bọn họ là một nhóm lớn lên cùng nhau. Chu Thế Lê ngẩng đầu, ngón tay thon dài nắm lại giữa không trung hiện tại tôi đang nắm trong tay chỉ nhiều chứ không ít bê bối sao của vị kia nhà cậu. Bảo cậu ta nhanh nhanh chạy chút tiền tránh điều tiếng đi. Giống si căng đan đổ ý, văn thu mỉm cười, việc này em ấy có khi sẽ kể cho vị kia nhà anh nghe, người nghĩa khí như triệu dung cũng sẽ không bán đứng bạn bè. Chủ thế lê cứng đờ, cậu đó, hai người còn chưa kết hôn mà đã bênh vực người nhà mình đến vậy rồi. Hai tên hồ ly giao thủ, thực lực ngang nhau, anh Chu không phải cũng thế sao, sổ đỏ chưa tới tay đã sợ vợ đến vậy rồi. Trò đùa ngắn ngủi kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Văn Thu. Thời tiết mùa này lúc ban ngày càng lúc càng trở nên nóng hơn nhưng giờ phút này là ban đêm mà nhiệt độ trong nhà chỉ có hơn chứ không kém, còn có dấu hiệu tiếp tục tăng. Nhiệt độ trong nhà tăng cao, tiếng hít thở nặng nề. Ánh đèn mở ảo chiếu lên vách tường trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng hư ảo. Khăn trải giường tối màu cuộn thành từng lớp từng lớp như những con sóng hơi thở của tình yêu tràn ngập trong phòng ngủ. Một nửa tấm chăn mỏng nằm ở góc giường còn một nửa vắt trên vai bệnh vào tấm thảm tinh tế đẹp đẽ dưới sàn nhà. Nương theo chuyển động không ngừng trượt xuống phía dưới, mãi cho đến lúc trượt xuống dưới chân giường mới có thể xem như đã thành công thoát khỏi chiến trường. Tống mãn đường cuối người rửa sát vào anh và phả hơi thở nóng rực lên vành tai trắng nõn của Văn Thu. Thu thu, thu thu, cậu không nhịn được mà nỉ non, thu thu, kết hôn được không, chúng ta kết hôn được không? Hửm, Văn Tu khó khăn thờ hồn hền, để anh suy nghĩ chút. Tống mãn đường, em đừng, không được, tống mãn đường không nói lời nào cũng không trả lời. Cảm giác nửa vời khiến Văn Tu khó chịu, anh định rằng sẽ tự mình làm kết quả lại bị bàn tay to rộng của tống mãn đường đè cho không động đậy được. Mồ hôi từ trên người chảy xuống, anh chọn xin tha, xin cậu làm anh một cách thô bạo mãnh liệt chứ không phải nhẹ nhàng ôn hòa và xin cậu để anh được thỏa mãn nhưng tống mãn đường lại không chịu mặc cho chính cậu cũng đã tới giới hạn ấy thế cậu cứ là không chịu tơ máu hằn trong đáy mắt tống mãn đường hô hấp nặng nề thu thu chỉ cần anh gật đầu anh muốn cái gì em cũng cho anh được không âm thanh trầm thấp khàn khàn đầy mê hoặc như tên sa tăng đang muốn mê hoặc lòng người nhưng người khó chịu đựng và khó khống chế không chỉ có mình văn thu tống mãn đường cũng đã tới cực hạn rồi một khi ý thức vừa lơ là cũng giống như mở van xả lũ vậy, không thể vãn hồi. Cậu vẫn là bị khuất phục bởi bản năng, khuất phục trước S1nS lý. Chương 40, Tống Mãn Đường không cam lòng, chiêng chống dùm Ben lập ra kế hoạch thứ hai. Buổi đêm cuối hạ, đèn đốt nơi mặt đất quá nhiều làm ánh sao trên bầu trời cũng bị che lấp chỉ sót lại vài ngôi sao lấp đác mờ ảo không thấy rõ. Tống Mãn Đường kéo Văn Thu 10 ngón tay đan nhau đi bộ trong khu vui chơi ban đêm nghe nói đêm nay có biểu diễn pháo hoa, hai người họ cũng đến chung vui. Tay trái của Tống Mãn Đường không ngừng vuốt ve hộp nhung trong túi và suy nghĩ xem thời cơ nào mới thích hợp nhất. Văn Thu bị đám người đam ồn ào ở cách đó không xa thu hút sự chú ý. Chúng ta sang bên kia nhìn xem. Hai người bọn họ nhắm chuẩn khoảng trống rồi chen lên đằng trước nhất, có người đang cầu hôn. Tống Mãn Đường lập tức vui vẻ nhếch mày, đây chẳng phải là buồn ngủ mà có người kê gối cho sao? lát nữa chờ khi người ta cầu hôn thành công thì sẵn không khí này văn thu vui vẻ đồng ý luôn cũng không chừng. Quá tốt luôn rồi, quá tốt luôn rồi. Tống mãn đường xoa cầm không ngừng gật gù giống như đã thấy được hình ảnh văn thu gật đầu đồng ý, cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho khởi đầu vui vẻ. Nhưng theo một động tác, ảo tưởng của cậu đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Cô gái được cầu hôn không đồng ý, cô ấy xoay người đi thẳng mất bóng khỏi đó. Trong đầu tống mãn đường lập tức vang lên chuông cảnh báo, bọn họ không thành vậy mình phải làm sao bây giờ đây văn thu nhìn cảnh tượng khiến người ta thổn thức mà không ngừng lắc đầu đây là tác hại của việc cầu hôn trước đám đông thật là đáng sợ hơn nữa người được cầu hôn rất dễ bị đạo đức trói buộc đầu óc nhất thời mơ màng mà đồng ý đây còn không phải là làm trò cười ư còn rất dễ xấu hổ trước đám đông không ổn không ổn mặt tống mãn đường đầy vẻ phức tạp muốn nói lại thôi thôi rồi lại muốn nói lần thứ hai cầu hôn tuyên bố thất bại chết từ trong trứng. Tống mãn đường, mau cứu đứa bé đi mà. Trời đầu thu hơi xe lạnh nhưng lại rất dễ chịu. Khu vườn rộng lớn nở rộ từng bụi từng khóm hoa, chúng vẫn chưa mất đi vẻ rực rỡ khi mùa thu đến mà trái lại càng thêm yêu kiều hơn. Phòng tiệc sáng rực ánh đèn cũng có bóng dáng của hoa tươi trong vườn ở khắp nơi, nghệ thuật kết hợp được thể hiện trọn vẹn hết sức lãng mạn. Mấy ngày trước tống mãn đường đã kéo văn thu đi thử đủ loại quần áo, thể hiện rõ là rất long trọng nhưng cậu lại nói với Văn Thu đừng cảm thấy căng thẳng, chỉ là một buổi tụ tập rất nhỏ mà thôi rồi sau đó lại tiếp tục điên cuồng thử quần áo, thậm chí đặt may riêng khiến Văn Thu chẳng hiểu một cái gì cả. Đến khi Văn Thu được dắt đi vào phòng tiệc thì phát hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc. Triệu Dung kéo Chu Thế Lê kích động đi qua vỗ bả vai anh, cô còn nghịch ngợm nháy nháy mắt với anh, bữa nay đẹp trai quá nha. Mặc dù bình thường cũng rất đẹp trai. Văn Thu mỉm cười liếc nhìn Chu Thế Lê đúng mực đứng cạnh cô, đang ở trước mặt bạn trai mà khen người đàn ông khác đẹp trai thì e rằng anh Chu sẽ tức giận đấy nhé. Triệu Dung liếc nhìn anh bạn trai một cái rồi tùy ý khoát tay nói, anh ấy không dám đâu. Không tin thì anh hỏi anh ấy thử. Thấy mọi người đều nhìn mình lom lom, Chu Thế Lê bày ra nụ cười thương hiệu, rõ ràng là rất ôn hòa rất đẹp trai nhưng lại khiến người ta có một cảm giác giống cáo giả, dám thì không dám. Bình thường ghen tuông gì đó, có tính sổ cũng phải về nhà rồi tính sau. Sau đó bày ra biểu cảm hiểu hết rồi chứ. Triệu Dung không biết nghĩ tới cái gì, hai má hiện lên hai mảng đỏ ửng cũng một chín một người với hoa tươi diễm lệ trong đại sảnh. Văn Thu nở nụ cười xấu xa rồi dài giọng kéo dài một tiếng hồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ thấy mặt Triệu Dung càng đỏ hơn, ánh mắt hờn dỗi chừng mấy người họ một cái rồi còn đạp chu thế lê một đạp. Quần là áo lượt, chen chu chen anh, nhìn đến đâu cũng toàn là những gương mặt quen thuộc. Văn Thu lờ mờ đoán được gì đó. Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Tống Mãn Đường dắt tay Văn Thu đi vào chính giữa đại sảnh. Lúc này đèn đuốc bốn phía chợt tắt ngóm, chính giữa trở thành tiêu điểm. Lúc này có người đưa lên một bó hoa hồng xinh tươi thơm ngào ngạt với sự kiều diễm ướt át, viền cánh hoa lóe lên giọt nước lấp lánh. Tống Mãn Đường ôm hoa hồng chậm rãi quỳ một gối xuống, hô hấp của Văn Thu cũng nín lại theo động tác của cậu. Tống Mãn Đường nhìn Văn Thu cũng nhìn người yêu của mình, trong mắt cậu lúc này chỉ có thể chứa được một mình anh và giờ đây những sự vật xung quanh đều biến mất. Tống Mãn Đường biết mình đang căng thẳng vô cùng, cậu nghe giọng nói của mình vang lên. "Văn Thu, chắc chắn anh đã đoán ra em muốn làm gì nhưng em vẫn muốn nói. Từ hồi đại học em đã thích anh, rất thích rất thích. Mặc dù em đã may mắn trở thành người yêu của anh." Nói xong cậu lắc lắc đầu, nhưng em vẫn cứ cảm thấy không đủ chút nào, em muốn trở thành chồng anh, bạn đời của anh, có thể nắm tay anh đi hết quãng đời này vậy nên thu thu anh có bằng lòng bằng lòng trở thành chồng của em không tống mãn đường hỏi vô cùng dè dặt trái tim thấp thỏm bất an khẽ xoắn lại nếu văn thu không muốn thì cậu sẽ tiếp tục cố gắng vào lúc tống mãn đường cảm thấy thời gian có hơi ngưng động thì văn thu đã vươn tay về phía cậu nở nụ cười đẹp vô ngần với ánh mắt kiên định anh bằng lòng anh bằng lòng trở thành chồng của em bằng lòng nắm lấy tay em tống mãn đường vui mừng đến độ đồng từ hơi giãn ra chứa đầy ánh sáng ánh sáng tình yêu của cậu. Cậu vội vàng lấy hộp nhẫn bằng vài nhung dấu trong bó hoa cực lớn mở ra rồi cầm lấy tay Văn Thu Thành kính đeo vào ngón tay giữa thon dài của anh. Trong tiếng vỗ tay vang rền, Tống Mãn Đường đứng dậy ôm thật chặt lấy người yêu của mình như giam anh vào trong lòng, cậu dùng sức lực rất lớn, phảng phất như vậy có thể hòa vào thân thể rồi tan vào máu thịt. Văn Thu bị Tống Mãn Đường siết chặt đến thờ hồn hển nhưng vẫn mỉm cười trấn an vỗ về lưng cậu. Cuối cùng anh thấy mẹ Văn đi tới, Dòng lệ Văn Thu cố kìm nén vẫn mất khống chế. Thiếu niên mình thích thời đi học, xuôi theo năm tháng trở thành tình yêu rồi lại thành một người khác trước phong nền ảnh màu đỏ. Nào, đôi tân nhân nhìn sang bên này, cười đẹp lắm, tách tách, bức ảnh dừng tại đó, là Vĩnh Hằng. Ra khỏi cục dân chính, Tống Mãn Đường và Văn Thu nhìn nhau cười, tình yêu nơi đáy mắt trào dâng, không khí cũng bị lây dính sự ngọt ngào. Chương 41, Hoàn chính văn, Chu Quỳ ngày diễn ra hôn lễ khách khưa tụ tập sôi nổi chúc tụng hai tân lang bận tối mày tối mặt triệu lý hòa trong không khí vui mừng cũng mong sớm ngày được ôm người yêu về nhà cậu ta nhìn thang nguyên đang ở kế bên che miệng cười trộm nghe tin văn thu kết hôn lưu chi hàng kéo liên giã nhanh chóng bắt chuyến bay gần nhất di chuyển suốt một đêm cùng nhau bôn ba bận tới bận lui nhìn bóng dáng bận rộn của lưu chi hàng đáy lòng liên giã cũng trở nên mềm mại như muốn tan chảy ra văn thu đánh anh ta một cái cổ vũ nhanh cố gắng nhé gương mặt liên giã bình thường ít khi cười nói lúc này cũng trở nên tươi tỉnh khiến băng tuyết cũng tan chảy, nhất định rồi. Chủ thế Lê vẫn giống như ngày thường, anh ta cáo giả không hành sự giống con người luôn tìm cơ hội gây ra chút náo loạn sao kéo triệu dung chuồn đi mất khiến cho tống mãn đường tức đến mức rậm chân. Văn thù bất đắc dĩ cười nhìn bọn họ ầm ĩ, tay nắm trong tay chắn đi tia sáng sáng đến mức hơi lóa mắt, khóe môi dương lên thành hình vòng cung. A, à, trời hôm nay đẹp thật, Văn Thu nhìn thấy người đàn ông đến cùng với mẹ Văn, là người đàn ông từ lúc mình có ký ức tới nay đã luôn xuất hiện thanh mai trúc mã của mẹ. Người đàn ông sau khi vợ cả qua đời, một mình cùng với con gái lớn duy nhất ở bên cạnh mẹ 20 năm trời. Văn Thu vui mừng kéo tay mẹ Văn vỗ vỗ để cổ vũ rồi lại kéo tay người đàn ông qua mang tay của mẹ đặt vào lòng bàn tay khô giáo của ông ấy. Cậu nén lại nước mắt đang dâng lên trên khóe mi, chú ngô, về sau mẹ con đều trông cậy vào chú. Mẹ Văn quay đi không nhìn anh, Bà không nhìn ai cả mà lướt qua đám đông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chim chóc bay qua bầu trời xanh thẳm. Khóe mắt long lanh đã bán đứng bà, người đàn ông cũng không qua để ý dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua cái ót mẹ Văn quay về phía mình, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nhẹ nhàng. Như cây cối mang lại sức sống mới, ông kiên định mà nhìn lại Văn Thu và lời nói lại càng thêm phần kiên quyết. Yên tâm nhé tiểu Thu, chú sẽ như vậy, chú nhất định sẽ đối xử với Văn Nhạn thật tốt, con cứ yên tâm sau hôn lễ văn thu thành công bị chồng của mình đến tận công ty của mình đào đi trước lúc đi chu thế lê lại bắt đầu lên cơn diễn xuất anh ta nước mắt lưng chồng luyến tiếc sự ra đi của văn thu và còn dùng mọi cách cường điệu rằng bản thân không rời xa được văn thu không có văn thu giống như tự chặt đứt một tay rồi sẽ ăn không ngon ngủ không yên văn thu nghe xong nổi hết cả da gà tống mãn đường thì trợn trắng mắt tức tới mức muốn đánh người nhìn tư thế hai bên thương nghiệp đối đầu như sắp sửa gây ra ầm ĩ Văn Thu bất đắc dĩ phải giảng hòa. Anh bàn giao xong công việc thì lôi kéo tống mãn đường nhanh chóng rời khỏi tránh cho cậu chưa ăn no cơm đã tức tới no bụng. Mặc dù đều cùng nhà chó nhưng mà hồ ly vẫn gian xảo hơn. Văn Thu được sắp xếp cho ở tầng 22 của tống thị, tống mãn đường ở tầng 23. Lúc ở công ty hai người không được làm hành động thân mật gì gây khả năng làm bại lộ mối quan hệ, đương nhiên đây là yêu cầu của Văn Thu. Tống mãn đường tỏ vẻ rất tủi thân, hận đến mức khóc thút thít mỗi khi tống mãn đường dùng ánh mắt chó con vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm mình tỏ vẻ kháng nghị văn thu luôn chỉ có thể ngoan ngoãn kiềm lại lòng xoa xoa đầu cún rồi kiên nhẫn dỗ dành cậu nhưng kết cục cuối cùng luôn là bị ăn sạch sẽ như vậy cũng miễn cưỡng chống đỡ được một khoảng thời gian càng về sau thời gian chống đỡ được lại càng ngắn văn thu lại suy nghĩ biện pháp khác hoặc là tăng thêm phúc lợi liên tục như vậy khiến cho văn thu rời giường cũng khó khăn tống mãn đường lại cảm thấy rất mỹ mãn mà đảm nhiệm chức vị tài xế cho anh buổi sáng đèo Văn Thu đến thả ở bến xe công cộng gần nhà, đương nhiên, đây cũng là do Văn Thu yêu cầu. Để không bị bại lộ, đồng chí Văn Thu đã phí không ít nỗ lực. Quả thật, giấy mãi mãi không gói được lửa. Đồng nghiệp làm việc cùng tầng 22 vừa bước lên xe buýt liếc mắt một cái đã nhận ra xe hơi cao cấp giá trị lại xa xỉ của ông chủ nhà mình cùng với một người vừa xuống xe đã lập tức lén lúc nhìn đông nhìn tây văn thu. Lúc đóng cửa xe còn hôn ông chủ nụ hôn tạm biệt nữa. Nhìn thấy bí mật kinh thiên động địa này, đồng nghiệp như hận không thể cưỡi lên trời cao, cả đường chạy bước nhỏ chạy tới công ty gấp gáp không chờ nổi muốn chia sẻ cho mọi người bí mật chấn động này. Tin đồn luôn lan truyền với tốc độ rất nhanh có thể so với tốc độ của gió, đủ loại phiên bản thêm mắm dặm muối. Lúc truyền tới tai Văn Thu, anh đã biến thành một tiểu tam vô sỉ cặp kè với ông chủ vừa đón tân hôn. Văn Thu đành chịu, Văn Thu đớn lòng, cuối cùng, Tống Mãn Đường phải đích thân ra mặt đính chính. Văn Thu lại từ tiểu tam ham hư vinh, chơ chẽn, phá hoại gia đình người khác trong miệng mọi người thăng cấp thành bà chủ tống thị. Một phen nỗ lực của Văn Thu hoàn toàn uổng phí, Văn Thu trong lòng càng đau đớn nhưng Văn Thu không nói. Tất cả nỗ lực bỗng chốc quay lại thời gian trước giải phóng. Trong văn phòng chủ tịch, Tống Mãn Đường ôm Văn Thu cười đến run cả người. Văn Thu thở dài bóp chặt lỗ tai cậu cưỡng ép không cho cậu cười nữa để trừ lại cho mình chút mặt mũi. Tống mãn đường nhịn cười gật đầu nhưng khóe môi mím chặt lại cong lên thẳng tắp, ý cười nơi đáy mắt muốn che cũng che không được. Bả vai run rẩy không ngừng, tiếng cười bị kiềm lại khiến cho lồ âm ngực không ngừng rung động đến cả văn thu đang dựa trong lồ âm ngực cậu cũng muốn rung theo. Muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn tới hỏng người. Không chờ anh nói hết lời, tống mãn đường dối đầu vào cổ anh bắt đầu tiếp tục kêu như tiếng máy may. Phụt, ha 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 ha. Văn Thu cạn lời nhìn trần nhà, lòng thu thu đớn quá. Có một ông chồng ngốc nghếch như thế biết làm sao bây giờ, phải chiều theo thôi, sao mà rời xa được nữa. 42. Ngoại chuyện một điều hòa bị hỏng. Văn thu vỗ vỗ bả vai cứng ngắc hoạt động một chút nhưng kết quả lại phát ra tiếng cọc cọc làm anh đau khổ ra mặt mà từ bỏ. Đằng sau có người vỗ vai anh, là quản lý phòng ban, rốt cuộc hạng mục đã làm xong, tiểu văn cậu cũng mau mau thu dọn dẹp một chút rồi tan ca đi gần đây mọi người đều bận bù đầu nên cậu đừng dây dưa ở đây nữa nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi văn thu cười cười với cô ấy bên dưới đôi mắt xinh đẹp hiện ra hai quầng thâm không tương xứng con người bình thường rạng rỡ đầy sức sống lúc này cũng chất chứa vài phần mệt mỏi ừm vậy tôi về trước chị lị cũng mau về đi hai ngày trước không phải còn mắng người nhà ồn ào sao chị lị vuốt mái tóc dài mái tóc bình thường được uốn nhẹ thành gợn sóng to gần đây bởi vì chủ nhân quá bận mà bỏ qua việc chăm sóc nó mà cũng trở nên hơi rối tung. Còn công phải ư, không thể ở nhà quá lâu được, đứa nhỏ ồn ào chồng cũng ồn ào nói không ở bên anh ấy. Ngày nào cũng bận như quỷ, về nhà chỉ muốn ngả đầu ra ngủ làm gì còn có tinh lực thân mật mà sau đó anh ấy cứ luôn hỏi có phải không thương anh ấy nữa không. Xin đây, người đã lớn vậy rồi, làm ba đứa nhỏ rồi đấy sao mà còn ngây thơ như vậy giọng điệu của chị Lị mặc dù đang than vãn và tràn đầy ghét bỏ nhưng ánh mắt lại chỉ có bất đắc dĩ và dung túng. Chị Lị, tình cảm giữa chị với anh dề thật tốt. Tốt cái gì chứ, tạm tạm thôi. Chị trầm bĩu môi với chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, tiểu văn này không phải cậu cũng kết hôn rồi sao, dạo này cậu cũng bận đến mức không chăm sóc gia đình mà em dô không oán giận cậu à. Văn Thu xoay xoay chiếc nhẫn cười dịu dàng, không có, gần đây người ấy cũng rất bận rộn. Vậy à. Quả thật Văn Thu không có nói dối, công ty con của Tống thị sắp sửa đưa ra thị trường nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ và thân làm ông chủ tất nhiên bận tối mày tối mặt. Bởi vì hai người vẫn thực hiện lời hứa che giấu quan hệ ở công ty, ban ngày cũng không thể ăn cơm cùng nhau nên cuối cùng biến thành chỉ có thể gặp nhau ở nhà. Bình thường đều là lúc một người về đến thì một người khác đã mệt đến ngáy khò khò. Còn buổi sáng một người rời giường, một người khác đã ra ngoài chỉ có ban ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi gửi vài tin nhắn sau đó lại vùi đầu vào công việc bận rộn trong khoảng thời gian này hai người gần như không trò chuyện gần gũi nhưng hôm nay không giống vậy dự án văn thu tham gia đã kết thúc và thủ tục ra mắt công ty con cũng gần kết thúc hôm nay mọi người đều có thể thở phào một hơi để nghỉ ngơi một chút nghĩ vậy khóe môi văn thu bất giác hiện lên một nét cười nhàn nhạt, nhạt bình thường tống mãn đường dính người cực kỳ Hai hôm nay bẩn túi bụi không có điều kiện cho cậu dính người nói không chừng lại tuổi thân thành cái gì rồi đấy. Nhớ tới cặp mắt cuốn con long lanh đáng thương giống như bị cả thế giới vứt bỏ của Tống Mãn Đường, Văn Thu không kiềm được vừa mềm lòng vừa buồn cười. Ánh sáng dịu êm xuyên qua cửa sổ dừng lại trên bóng dáng đang bận rộn ở phòng bếp. Hôm nay Văn Thu tan ca coi như sớm, tuy là mùa hè nhưng dù sao cũng đã tới 5, 6 giờ nên ánh sáng đã không còn quá mãnh liệt cửa sổ thủy tinh của phòng bếp được dán mấy tấm phim cách nhiệt hoa văn hình học một phần ánh sáng bị phản xạ chiếu trên tường hình thành hoa văn tương tự có điều hơi méo mó ánh sáng để lại trên mặt người đàn ông những đường nét mềm mại một nửa lộ ra dưới ánh nắng một nửa ẩn lại trong bóng tối sáng tối đan sen mũ quan tinh xảo dường như sẽ tự tỏa sáng càng thêm nổi bật bắt mắt anh chuyên chú ý hoáy đồ ăn trên thớt cẩn thận giống như đối xử với người thương ngoài cửa sổ ve trên đại thụ không ngừng kêu to huyên náo vô cùng thậm chí xuyên qua cửa sổ đang mở vang vọng cả căn phòng nhưng không chút ảnh hưởng đến người đàn ông. Có sự phân chăm chú này tồn tại thì mùa hè ồn ào trong phòng bếp rộng rãi này chỉ còn lại sự yên bình và an tĩnh hiếm có. Chỉ dư lại tiếng đảo thức ăn, tiếng vang khi nồi và xẻng ma sát và tiếng máy hút khói hoạt động. Giữa đêm hè, mạng người nhờ cả vào điều hòa. Văn thu lăn qua lộn lại không ngủ được, mặc dù đã bôi thuốc chống mũi cũng không có tiếng mũi bay qua bay lại bên tai. Nhưng mà nóng lắm á văn thu ngẩng đầu nhìn về phía điều hòa quả nhiên chưa có bật điều hòa anh nhẹ nhàng dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân tống mãn đường em đi mở điều hòa tí đi nóng quá tống mãn đường muốn qua ôm anh lại bị một tay đẩy ra xa đừng áp lại đây giữa hè không có tình yêu cục cương ơi không phải em không bật điều hòa mà là điều hòa hỏng rồi sáng nay sau khi anh đi làm thì nó đã không sáng nữa anh xem bảng điều khiển cũng tối thui không có cái gì cả Văn Thu nghi ngờ ngừng đầu, đúng là một mảnh tối đen. Ngay cả phần hiền thị chế độ cũng mất rồi, anh cạn lời một lúc chịu thôi. Vậy ngày mai nhớ phải sửa nha. Dạ, nhất định nhớ rõ. Cục cưng, nếu anh nóng quá thì cười một cái đi rồi lấy chăn mỏng đắp bụng lại, đừng để cảm lạnh. Văn Thu vứt áo qua một bên thờ ra một hơi, quả thật mát mẻ hơn nhiều. Ánh trăng sáng trong xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh trắng tinh chiếu lên trên giường. Một mảng trăng óng ánh. Tống mãn đường nuốt nước miếng ừng ực. Hôm nay đúng là nóng thật, nóng đến nỗi lòng người cũng khô nóng. Cậu thầm nghĩ, không bao lâu văn thu vẫn bị nóng tỉnh. Anh tiếp tục nghe lời tống mãn đường cười cái khác luôn. Dưới ánh trăng trong trèo, cảnh sắc càng đẹp hơn. Tống mãn đường thật sự không kiềm chế nổi nữa mà hóa thân thành người sói dưới ánh trăng. Vận động một chút là tốt rồi, vận động tàn nhiệt. Sáng sớm hôm sau, văn thu đỡ thắt lưng đau nhức gian nan rời giường rửa mặt đầu giường dán một tờ giấy nhớ. Cục cưng thu thu, dạo này anh mệt quá rồi nên phải nghỉ ngơi đàng hoàng một chút. Chồng đã xin nghỉ giúp anh rồi, yêu anh mơ was, mơ hát. Em biết anh sẽ thức dậy muộn một xíu cho nên đã để đồ ăn sáng trong tủ lạnh rồi. Anh hâm lại một chút là được, yêu anh. Văn Thu vừa xoa thắt lưng vừa mắng thầm, anh thức dậy muộn cũng tại ai chứ? Kệ đi, dù sao cũng đã xin nghỉ, đi tắm rửa thôi. Bỗng dưng cơ thể cứng đờ, đợi đã, sao em ấy lại xin nghỉ giúp mình? Bọn mình không phải còn đang che giấu thân phận sao? Thật không ngờ chủ tịch đại nhân thân yêu mới vừa đi làm đã tự mình đến tầng 22 chính miệng xin quản lý cho vợ mình nghỉ. Sau đó bỏ lại nhân viên tầng 22 trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn nhau mà rời đi với vẻ mặt vừa lòng. Cậu hoàn toàn không quan tâm một câu nói nhẹ nhàng của mình sẽ tạo thành hiệu ứng cánh bướm như thế nào. Thôi kệ, em ấy cũng sẽ nghĩ cách, mãn đường làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Đến khi anh quấn khăn tắm lau mái tóc đang nhỏ nước đi ra khỏi phòng tắm, trong giây phút ấy anh có được sự mát mẻ chốc lát. Nhưng qua một lát, sau khi hơi nước bốc hơi thì sự mát mẻ không còn tồn tại nữa. Anh lườm về phía điều hòa theo bản năng, định tìm người đến sửa. Sao cọc điện lại rút ra? Anh nhanh nhẹn cắm cọc điện lại, cầm lấy điều khiển từ xa, mãn đường nói hỏng rồi, là hỏng kiểu gì nhỉ? Tinh, trong giây phút ấn vào điều khiển từ xa, điều hòa chậm rãi bật lên và gió chậm rãi thổi đến độ tóc anh khô một nửa. Cảm giác mát mẻ sộc đến, trong nháy mắt anh đã hiểu ra tất cả, căn bản không cần nghĩ vì đây đều do tống mãn đường dở cho quỷ. Anh giờ khóc giờ cười chống chán với ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật ngây thơ, cho dù ngây thơ như vậy cũng không có cách nào, ai bảo là chồng của mình chứ. Cưng còn không kịp, chương 43, ngoại chuyện 2 triệu lý ích thang nguyên gần đây thang nguyên thấy trên mạng đề xuất một nhà hàng đồ tây nghe nói hương vị rất được vì thế cuối tuần liền rủ triệu lý cùng đi ăn lúc thức ăn được bưng lên thang nguyên vừa nhìn đã thấy rất vừa ý món nào cũng rất đẹp rất tinh tế bàn ăn cũng được trang trí rất có tâm phía ngoài cửa sổ là một quảng trường lớn xung quanh là những tòa nhà cao tầng trên màn hình lớn đang phát các video quảng cáo người trên quảng trường cũng đang rộn ràng nhốn nháo thỉnh thoảng lại có chim bồ câu bay là là dưới mặt đất mọi người tụm năm tụm ba với nhau để cho bồ câu ăn. Thức ăn của bồ câu sống ở quảng trường rõ ràng cũng không tệ, con nào con nấy đều béo tốt săn chắc tròn vo, lúc bay lên trông còn có chút nặng nề. Một con bồ câu đậu ở rìa bên kia cửa sổ, nó chấp con mắt bé như hạt đậu xanh ngờ nghịch nhìn về hướng của thang nguyên kêu khẽ. Thang nguyên vươn tay chạm vào cửa kính trước mặt nó, bồ câu hơi bất ngờ bay đi. Triệu lý giúp cậu cắt thịt bò bít tết xong thì đưa lại cho cậu. Anh lấy khăn giấy giúp Thang Nguyên lau đi nước sốt dính trên khóe miệng, ánh mắt dịu dàng. Vẻ mặt thỏa mãn của người con trai phản chiếu vào đáy mắt của anh. Triệu Lý cười chiều mến. Lúc sắp ăn xong, Thang Nguyên cảm thấy bản thân đã muốn ở rồi nhưng Triệu Lý vẫn đang hỏi cậu là có ăn no chưa, còn muốn gọi thêm gì không. Thấy người yêu để ý cảm nhận của mình, đáy lòng Thang Nguyên trở nên mềm mại. Đang chuẩn bị mở miệng nói không cần thì Triệu Lý lại nói một câu khiến không khí cứng đờ, ăn nhiều một chút em có bảo nhà hàng này ăn rất ngon mà không phải sao. Lần trước đến đây, thang nguyên, triệu lý nhận ra mình vừa nói sai lời rồi thì lập tức ngậm mồm, nhưng lời đã nói ra thang nguyên cũng đã nghe được rành mạch. Đây là lần đầu tiên em đến đây, không phải anh biết rồi hả? Ánh mắt triệu lý hơi hoảng loạn, chân tay luống cuống giải thích, anh sốt ruột đến mức nói lắp không, không phải. Cái này, không phải hai ngày trước em ở Mỹ nhắc đến nó hả? Anh vẫn luôn để trong lòng, vốn là định nói câu này, vừa rồi chỉ là nói nhầm một tí thôi. Thang Nguyên tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Triệu Lý, hiển nhiên là cậu rất nghi ngờ với lời anh nói, còn người trắng đen rõ ràng nhìn Triệu Lý tới nỗi không còn chỗ che giấu. Thang Nguyên đập mạnh nghĩa xuống kế bên đờ ý ăn gây ra âm thanh, lạch cạch, nhịp tim của Triệu Lý cũng theo đó mà hững một nhịp. Anh ậm ừ không dám nói tiếp nữa, nói, anh nhầm em thành ai, nhầm thành tên thân thiết nào với anh rồi. Nói không rõ ràng thì bữa cơm này anh đừng hòng được ăn ngon." Giọng của người con trai không lớn do đang ở nơi công cộng mà cố ý đè thấp tiếng nói nhưng giọng điệu thì quả thật không thể nghi ngờ. "Không lẽ anh vẫn còn nhớ Nhung Lý Viêm?" Chàng trai khó có thể tin mà nhìn Triệu Lý, trong ánh mắt hơi chan chứa sự tổn thương. Triệu Lý tức khắc giơ tay đầu hàng, trời đất chứng giám anh đây bị oan. "Đây là điều không thể." Triệu Lý đã sớm không nhớ nổi dáng vẻ của Lý Viêm là như thế nào. "Không có" anh không có như vậy. Anh thề, thế kỷ 21 rồi ai còn tin ba cái này nữa, lừa ai đấy? Không có thì anh sợ cái gì? Triệu Lý nịnh nọt kéo kéo cánh tay Thang Nguyên lại bị né tránh. Anh xấu hổ rút tay lại bày ra bộ dạng học sinh tiểu học làm sai mà ngồi đến thẳng tắp ra đó. Thang Nguyên càng nghĩ càng giận, cậu không để Triệu Lý lựa lời mở miệng mà đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Triệu Lý vội vàng đuổi theo, vừa ra đến cửa đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại, quý khách quý khách vẫn chưa trả tiền ạ. À? Thanh toán xong lại vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng nào thấy bóng dáng của Thang Nguyên nữa. Triệu Lý gấp tới mức không chịu được gọi điện thoại cho cậu, vừa mới tốt một tiếng đã bị ngắt đứt. Anh chỉ có thể dựa vào đôi mắt tìm khắp nơi một cách mù quáng. Cuối cùng cũng tìm thấy người mà Triệu Lý tâm tâm niệm niệm ngồi trên ghế tựa ở một góc quảng trường. Triệu Lý đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thấp thỏm nãy giờ xem như đã được thả lỏng anh chậm rãi đi qua ngồi xổm trước mặt Thang Nguyên ngửa đầu nhìn cậu. Thang Nguyên thấy người đến là Triệu Lý thì lập tức quay đầu qua một bên nhưng lại bị một lực mạnh áp vào gò má xoay trở về. Anh, trông thấy đôi mắt người con trai hơi óng ánh, bàn tay đặt trên mặt Thang Nguyên khựng lại, cử chỉ dịu dàng lẫn thương xót lao lao một chút làm nước mắt đã biến mất không dấu vết. Đừng khóc, Thang Nguyên muốn quay mặt đi tiếp không muốn nhìn anh nữa nhưng mà bàn tay kia đặt trên sườn mặt làm cậu không nhúc nhích được. Không cần anh lo, anh không thích tôi thì quan tâm tôi làm gì triệu lý nghe vậy thì nắm chặt bàn tay cậu vào lòng bàn tay mình thang nguyên khẽ dãy ruộng anh làm tôi đau đấy triệu lý nghe thế lại nhanh chóng buông ra quả đúng là đỏ lên cả rồi lòng anh lập tức xót không chịu được anh tỉ mỉ xoa xoa còn hay thổi thổi vài hơi hơi thở ấm áp phất qua làn da ngứa tựa như thẳng một đường leo lên đến lỗ tai khiến tai cũng chậm rãi trở nên đỏ bừng thang nguyên hoảng loạn rút tay về được rồi không đau nữa đừng có thổi. Triệu Lý nương theo cử động của Thang Nguyên ngừng đầu nhìn cậu. Tình cảm nơi đáy mắt bại lộ không sót lại gì. Thang Nguyên muốn rời tầm mắt sau lại từ bỏ. Cậu hít sâu một hơi nhìn thẳng vào đôi con ngươi chỉ đang phản chiếu hình ảnh của chính mình. Cho anh hai phút giải thích, không thêm không bớt. Ánh mơ Triệu Lý dịu dàng tỉ mỉ giải thích ngọn nguồn câu nói kia, giọng điệu vô cùng là cảm xúc và tình cảm nói cho Thang Nguyên nghe. Ánh mắt Thang Nguyên từ tức giận biến thành nghi ngờ sau lại biến ra thật nhiều dấu chấm hỏi, cuối cùng cậu trở nên cạn lời. Thì ra là một câu chuyện lớn lao như thế này đây. Chuyện là thế này, thì ra gần đây triệu lý mê mẩn một quyền tiểu thuyết. Tiểu thuyết là một bộ chuyện tổng tài máu cho cái kiểu tình tiết đầy chỗ chấn động hố người. Máu chó thì máu chó, chấn động thì chấn động nhưng vẫn không làm chậm đổ click mở chuyện. Tiểu thuyết mà, dính nhất là mấy tình tiết theo đuổi vợ tụt quần này. Trùng hợp ở chỗ, trong tiểu thuyết cũng có tình tiết hai nhân vật chính đi ăn cơm ở nhà ăn. Hơn nữa triệu lý đang xem đến trước đoạn đi ăn cơm ở nhà ăn rồi mất ăn mất ngủ. Tiếp sau khung cảnh lại trùng khớp nên từ trong tiềm thức anh bật thốt ra khỏi miệng và lời thoại cũng từ đó hạ bút thành văn sao sao. Triệu lý tự diễn mẫu lại cái tình tiết theo đuổi vợ tụt quần này. Xin sâu niên lai, xin sâu niên lái. Tóm lại là cái người này do quá nhập tâm vào tiểu thuyết đến mức tự diễn thành phim, thế nên mới xảy ra sự kiện ô long sao 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 như thế này. Làm sai chuyện gì đó dẫn đến những tổn thất không đáng có nghe vậy thang nguyên hoàn toàn cạn lời cậu không muốn nói lời nào nữa nên miệng cứ mở ra rồi lại đóng vào tâm tình phức tạp cả người ngập trong sự cạn lời bất đắc dĩ mà giải thích xong triệu lý vẫn còn dầm gì đòi ôm eo cậu không chịu buông tay anh cọ tới cọ lui trên vai của cậu thang nguyên cảm thấy dường như mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ nên có hơi không được tự nhiên cậu kéo kéo góc áo triệu lý về nhà thôi đừng có làm nũng ở chỗ này người ta thấy người ta cười cho Triệu Lý trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm dựa vào bà vai Thang Nguyên, anh nghiêng đầu nhìn cậu cười đến là đắc ý, vậy về nhà thì có thể làm nũng hả? Thang Nguyên trừng mắt liếc Triệu Lý một cái, đáy mắt lại ẩn chứa ý cười, tùy anh. Nói rồi đẩy Triệu Lý ra bước thẳng, cậu đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh, có đi hay không đây? Triệu Lý cười hì hì đuổi theo, đi đi đi, nhưng mà muốn được sát cơ. Quảng trường to đến vậy mọi người tụm năm tụm ba đi dạo rộn ràng nhốn nháo em bé nho nhỏ được cha mẹ dắt tay chạy nhảy tung tăng, tiếng cười như tiếng chuông bà có sức lây lan rất mạnh khiến ai nghe thấy cũng đều không nhịn được mà cong khóe miệng theo. Đài phun nước được tạo hình độc đáo phun nước không biết mệt mỏi, vui sướng chảy xuôi. Dưới ánh nắng mặt trời và sóng nước lóng lánh, cơn gió nhẹ thổi qua tạo thành sóng gợn để lại từng đợt gợn sóng. Lúc đi ngang qua đài phun nước, nhìn thấy ngay phía đối diện là một đôi tình nhân đang cuốn quýt bên nhau. Triệu Lý Nhân lúc thang nguyên không chú ý hôn trộm cậu một cái, lúc buông ra còn xấu tính cắn cậu một cái. Thang Nguyên tức giận liếc Triệu Lý một cái muốn nói lại thôi, nhiễm nhiên chỉ được tính là tán tỉnh đánh yêu. Triệu Lý mỉm cười với vẻ mặt thành công trông giống như con mèo lén lút vậy. Buổi tối, sau khi hai người thân mật xong Thang Nguyên lười biếng dựa vào lỗ âm ngực Triệu Lý. Triệu Lý giúp cậu vén tóc mái mướt mồ hôi lộ ra cái chán trắng nõn trơn bóng. Vẻ ngoài vốn nhỏ nhắn của Thang Nguyên lúc này lại có thêm chút trẻ trung lúc này mà làm một điếu sau khi hành sự thì tuyệt. Lúc nói Thang Nguyên có hơi khoa tay múa chân, biểu cảm còn thật say xưa. Triệu Lý lập tức bị chọc cười, vậy cái người xuất lực là anh đây cũng nên được một điếu đúng không? Thang Nguyên từ trong lồ âm ngực anh ngẩng đầu dậy mắt chừng to giận dữ, biểu cảm vô cùng đáng yêu, ai nói vậy, em cũng rất mệt đó biết không? Được được được, lúc này điện thoại của Thang Nguyên vang lên, giờ này ai còn gọi điện thoại thế nhỉ? vừa cầm lên tập trung nhìn vào mí mắt bỗng giật giật một chút triệu lý chú ý thấy sự khác thường của cậu tiến lại gần hơn sao thế ừm gọi nhầm hả không phải lý Chi nói rằng mình không nên lừa anh nên cậu cũng thuận theo lý trí là bạn trai cũ triệu lý triệu lý thấy rõ dãy số gọi tới không có ghi chú gì nhăn mày một chút hai người còn liên lạc sao không có từ lúc chia tay về sau là hoàn toàn cắt đứt liên hệ Vẻ mặt triệu lý kiểu, cái này cũng chưa chắc đâu, phải không? Nhưng mà đã chia tay lâu vậy rồi số điện thoại của anh ta em cũng chẳng nhớ. Thang Nguyên nghi ngờ nhìn triệu lý một cái, không biết nghĩ đến điều gì mà khóe miệng cong lên một vòng cung. Cậu vươn ngón tay chọc vào cơ ngực anh rồi nghiêng đầu nhìn, ghen hả? Triệu lý miệng dầu lên cao giống như có thể quải cả chai dầu lên đó. Thang Nguyên cúi người ôm lấy anh rồi gối lên ngực triệu lý. Chỉ nghe giọng anh vừa nhỏ vừa mập mờ, ghen rồi. Thang Nguyên làm như đang dỗ trẻ nhỏ sờ sờ đầu Triệu Lý, giọng điệu chỉ bảo, vậy phải làm sao bây giờ đây, phải làm sao anh mới có thể vui vẻ lên đây. Hơn nữa cái này là anh ta gọi điện thoại cho em, em cũng chưa bắt mà anh đã ghen rồi, sao mà như cái lu giấm vậy. Triệu Lý vặn vẹo dưới thân cậu, anh không biết, anh ta gọi điện thoại cho em chắc chỉ có định. Lời còn chưa nói xong điện thoại lại vang lên, cầm lên lập tức thấy vẫn là dạy số đó. Thang Nguyên không biết làm sao mà nhìn Triệu Lý ý là hỏi anh phải làm sao bây giờ đây. Nét mặt Triệu Lý nghiêm túc tựa như điện thoại lúc này là tình địch, biểu cảm của anh sẵn sàng minh địch, bắt máy. Thang Nguyên biết Triệu Lý đang suy nghĩ cái ý xấu gì nhưng cũng chỉ có thể thuận theo bấm nhận điện thoại mở loa ngoài. Mới vừa alo một tiếng, bên kia đã lập tức bùm bùm tuôn ra một tràng dài. Nguyên Nguyên anh nhớ em lắm, tối hôm qua anh mơ thấy em, mơ thấy lần đầu của chúng ta. Thật lòng Cảnh tượng đó đến giờ anh vẫn thấy được rõ ràng là vô cùng tốt đẹp. Nguyên Nguyên, em lúc đó rất đẹp. Nhìn vào đôi mắt như sắp phun lửa của Triệu Lý, Thang Nguyên nhanh chóng chuyển chủ đề, rốt cuộc anh muốn nói gì. Đêm hôm khuya khuất gọi điện cho tôi chỉ để nói vậy thôi hả? Đương nhiên không phải, Nguyên Nguyên, anh nhớ em. Anh phát hiện anh không quên được em, anh thích em. Mình quay lại nhé. Triệu Lý cuối cùng cũng nhịn hết nổi muốn giật lấy điện thoại chuẩn bị chửi đến nơi nhưng lại bị Thang Nguyên ngăn lại. Thang Nguyên đột nhiên cười một cách châm chọc, lúc bên nhau thì không thích tôi, đến lúc chia tay rồi thì quay ngược ra thích. Quý nghiêm, đọc nhiều tiểu thuyết máu cho quá hả? Đối phương hơi dừng một chút, điện thoại yên tĩnh không một tiếng động. Không phải Nguyên Nguyên, em nghe anh nói, lúc đó là tại anh bị vong dựa, tại nó quyến rũ anh nên anh mới đồng ý chơi cái trò đổi bạn trai, nhưng mà không phải là không thành rồi sao? Nguyên Nguyên em tha thứ cho anh đi, anh sẽ không bao giờ chơi kiểu trò chơi như vậy nữa, mỗi ngày đều thật là ngoan ngoãn nghe em lời em nói được không? Trong đầu thang nguyên xẹt qua một ý nghĩ, không phải là anh mắc bệnh gì rồi chứ? Sao em bía? a à, không phải, không có. Sao có thể chứ? Đi chơi gái mới nhiễm bệnh được chứ? Anh thật thà vậy mà không phải sao? À ha, tin cái đầu anh. Đúng kêu yêu n của kẻ ngoại tình lúc nào cũng rách. Hứ, ở kìa thang nguyên, cho em mặt mũi em lại không cần đúng không? tôi muốn quay lại với cậu là do tôi có cân nhắc cậu mà cậu lại cho tôi cái thái độ tử cao như vậy, ông đây lúc đó nên sao chết cậu. Không chờ gã nói xong thang nguyên quyết đoán ấn tắt máy. Lời nói ô uế nháy mắt không còn nữa. Ánh mắt triệu lý lo lắng sờ sờ mặt cậu ý muốn an ủi. Thang nguyên cười với triệu lý rồi lại giống như mặt trời nhỏ vậy, rực rỡ lóa mắt. Không sao đâu, em không đau lòng, rời xa một tên rác rưởi thì sao phải khổ sở cũng chưa thấy ai vứt rác xong lại thấy buồn với đống rác bao giờ. Đúng vậy, không sai, rời xa rác rời hẳn là nên vui vẻ mới đúng, đây là chuyện tốt, phải vui lên. Rác rưởi không xứng để người khác đau buồn vì nó. Ưm, triệu lý nhẹ nhàng dán chán mình lên chán cậu rồi cỏ cỏ chóc mũi, ôn tồn lẫn thương tiếc. Anh dương mắt nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, nhìn đôi mắt trong suốt sáng người ấy đáy mắt anh lại dần dần có chút mờ ám. Chúng ta làm hiệp nữa nhé. Sao vậy? Thay ký ức xấu xí thành ký ức hạnh phúc, vui sướng. Được, ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường sáng lên khiến cả căn nhà cũng mang theo sắc thái ấm áp, ánh sáng nương theo nhiệt độ đang nóng dần lên ánh trên tường bóng dáng tình yêu triền miên, lưu luyến dựa vào nhau. Toàn văn hoàn, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.